Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 41, mua bán với gian thương. Trận giao chiến giữa Bạch Vũ Phàm và Liễu Vân Phi đã kết thúc rồi. Nhưng sự chấn động do trận đấu giữa hai người mang lại cho Lâm Nhất thì chỉ vừa mới bắt đầu. Hai người đó cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng đồng thời đều đã có tu vi võ đạo tầng 8 khiến người khác phải khiếp sợ, đặc biệt là Liễu Vân Phi còn mạnh một cách quá đáng. Nếu như giao thủ với bất cứ một trong hai người, Lâm Nhất đều không dám đảm bảo có thể đỡ được nổi một chiêu. Ta còn phải bổ sung thêm nhiều nữa. Lâm Nhất thầm thở dài, trong khi sống 2 năm làm kiếm nô, người khác đã dẫn trước hắn quá xa rồi. Huống chi, hai người này đều là kiêu tử của tông môn, thiên phú ngộ tính đều vô cùng thượng thừa, còn có nguồn tài nguyên phong phú hơn hắn rất nhiều. Không được. Đáy mắt Lâm Nhất lóe lên thần sắc kiên định, hắn đang định ra khỏi thành lại tạm thời không đi nữa. Quay trở lại, tới Vạn Bảo Các lần nữa. Gặp lại đồng hổ, rõ ràng đối phương rất ngạc nhiên, cười híp mắt nói, Lâm công tử, sao lại quay lại vậy? Lâm Nhất trầm giọng đáp, ta muốn mua đan dược có chất lượng có thể so sánh được với đồ của tông môn, đồ kém chất lượng thì ta không cần đâu. Đồng hồ hơi sững người, có chút kinh ngạc với khẩu khí kiên định của Lâm Nhất. Nụ cười chợt tắt, đồng hồ thận trọng nói, thứ đồ như đan dược ngươi cũng biết đấy, đồ bên ngoài bán chắc chắn không thể bằng được tông môn. Cùng là tôi thể đan nhưng của tông môn và của ta bán ra lại kém nhau ít nhất 2 cấp. Lâm Nhất đương nhiên hiểu sự chênh lệch trong đó, nếu như đan dược bên ngoài cũng so sánh được với của tông môn thì sẽ chẳng có ai xếp hàng muốn vào tông môn nữa rồi. Nhưng ta tin, trên đời này không có việc gì mà ngân lượng không giải quyết được, chỉ là bao nhiêu mà thôi. Lâm Nhất nhướng mày nhìn đối phương, bình tĩnh nói. Ngươi chắc chắn muốn trả giá cao hơn à? Ta rất chắc chắn. Thấy thái độ kiên quyết của Lâm Nhất, đồng hồ không phí lời nữa, trầm giọng nói, bây giờ ngươi có võ đạo tầng 5, không cần gấp gáp sử dụng tôi thể đan, nên mua hóa huyết đan. Đúng vậy, ông có bao nhiêu? Hóa huyết đan quá quý giá rồi, cửa hàng này của ta đại khái chỉ có 2 viên thôi, có thể bán 1 viên, không nói 2 lời 1.000 miếng linh thạch hạ phẩm. Không được, ta cần ít nhất 3 viên. Vẻ mặt đồng hồ tỏ ra khó xử, trầm ngâm nói, việc này. Vậy ngươi đợi ta 2 canh giờ, ta cần bàn bạc với đồng nghiệp xem sao, cửa hàng của ta bắt buộc phải giữ lại 1 viên hóa huyết đan để cho những lúc khẩn cấp. Thành giao. 2 tiếng sau. Lâm Nhất thành công cầm trong tay 3 viên hóa huyết đan. Nhưng 3.500 miếng linh thạch hạ phẩm nháy mắt chỉ còn lại 500 miếng, tiêu tốn nhiều quá. Lâm Nhất nhìn đống linh thạch đưa ra mà lòng đau như cắt, chỗ linh thạch này còn chưa ấm túi đã phải móc ra hết rồi. Từ 2 bàn tay trắng trước đó rồi có được 3.500 miếng linh thạch mang tính bùng nổ này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tư tưởng của Lâm Nhất vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí có thể nói là hơi chút kiêu căng. Có cảm giác thành tựu cực lớn. Nhưng sau khi chứng kiến màn giao thủ giữa Bạch Vũ Phàm và Liễu Vân Phi, cảm giác kiêu ngạo và thành tựu này nháy mắt tan thành mây khói, không còn lại chút gì. Không có bất cứ do dự nào, hắn quyết đoán quay lại, vung tay tiêu 3.000 miếng linh thạch hạ phẩm. Đổi lại là người khác, nếu như không có chí lớn, được chăng hay chớ thì tuyệt đối sẽ không thể quyết đoán như vậy được. Lâm công tử, hoan nghênh lần sau lại tới. Đồng hồ mặt mày hớn hở, trong lòng vui như nở hoa. Gần như cúi người cung tiễn Lâm Nhất. Sao có thể không vui được, tay trái đổ sang tay phải, chỗ linh thạch này lại về tay ông ta rồi. Chênh lệch giá quá lớn khiến ông ta kiếm được một vố cực hời. Đối với Lâm Nhất thì hắn không có lựa chọn. Mặc dù tông môn cũng cung cấp hóa huyết đan, giá không đến 1.000 linh thạch hạ phẩm nhưng lại có hạn mức quy đổi. Đa số đệ tử ngoại môn mặc dù đã đến võ đạo tầng 5, nhưng vẫn phải dùng tôi thể đan để tu luyện. Đối với bọn họ mà nói, tôi thể đan đã là vật quý hiếm rồi chứ chưa nói đến hóa huyết đan. Cáo từ. Hao tốn đúng 3.000 miếng linh thạch hạ phẩm mới đổi lại được 3 viên hóa huyết đan giá trị đắt đỏ. Lâm Nhất không vội rời khỏi thành Bạch Thủy ngay mà quyết định tạm thời ở lại. Khi màn đêm như một cái lồng bao trùm xuống thành Bạch Thủy, Lâm Nhất thuê một căn nhà nhỏ, đồng thời bắt đầu việc tu luyện của bản thân. Ngồi xuống xếp bằng, lấy ra 1 viên hóa huyết đan. Võ đạo tầng 5 rèn luyện khí huyết cường hãn sẽ khiến tinh thần võ giả minh mẫn sáng suốt, duy trì khí lực dồi dào. Khí huyết cường đại thì khí lực mới cường đại được. Lâm Nhất nhìn viên hóa huyết đan trong tay mà xúc động không thôi. Hy vọng không khiến ta thất vọng. Ngay sau đó không chút do dự cho viên hóa huyết đan quý giá vào miệng, yên lặng chờ đợi hiệu quả phát tác. Không lâu sau, Lâm Nhất liền cảm nhận được khí huyết trong cơ thể trào lên, có một luồng nhiệt lưu từ đan điền đi lên. Oanh!
đầu óc giống như có tiếng nổ ầm ầm, ngay sau đó, tinh thần của hắn đã đạt đến cấp độ nhạy bén mà trước đây chưa từng có. Suy nghĩ nhanh nhẹn, tinh thần tràn đầy, dường như toàn thân có một cỗ khí lực dùng mãi không hết. Tim đập liên hồi, phát ra âm thanh có tiết tấu, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn như trường giang không ngừng tuôn trào. Chương 42, Lưu Phong kiếm pháp đại thành. Mỗi nhịp tim đập liền cảm giác tốc độ lưu chuyển khí huyết như mạnh hơn gấp đôi. Thịch, thịch, thịch. Khí huyết tuôn trào chồng chéo lên nhau, không ngừng lớn mạnh, cường độ khí huyết mạnh lên như bay. Mạnh quá. Lâm Nhất kinh hãi không thôi, sự cường đại của hóa huyết đan hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của hắn. Vội vàng nhắm mắt lại điều tức, bình tâm tĩnh khí, không để bản thân bị dòng khí huyết điên cuồng này làm cho nổ tung. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt trời đã sáng. Khi ánh sáng mặt trời loang lổ chiếu xuyên qua cửa sổ, lúc chiếu lên gương mặt Lâm Nhất thì hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt trong veo, một mảng sáng ngời. Cả đêm không ngủ nhưng ánh mắt lại không có bất cứ sự mệt mỏi nào, ngược lại còn thấy tinh thần tỉnh táo hơn. Trải qua một đêm điều tức, dược kình của hóa huyết đan đã không còn hung mãnh như ban đầu nữa. Nhưng vẫn đang phát huy tác dụng, phải mất mấy ngày nữa mới có thể hoàn toàn tiêu hóa hết được. Đẩy cửa bước ra, Lâm Nhất đứng thẳng đón ánh mặt trời. Nhìn trông rất có tinh thần, phấn chấn mạnh mẽ, hai mắt sáng ngời. Khí lực tráng kiện phối hợp với ánh mắt có thần thái sáng láng khiến không thể nhìn thấy bóng dáng của tên kiếm nô trên người hắn nữa. Giãn gân cốt thoải mái một hồi, Lâm Nhất khẽ nói, hóa huyết đan, quả thật huyền diệu. Tu vi này của ta trong một đêm e là đã không chỉ tăng lên 5 bậc. Đương nhiên, đây là lợi ích đầu tiên sau khi nuốt hóa huyết đan mang lại. Hai viên hóa huyết đan còn lại e là không thể mang lại biến hóa long trời lở đất như viên thứ nhất nữa. Đi ra ngoài sân, Lâm Nhất rút cuốn thân pháp cao đẳng lấy được từ trên người cuồng diệm ra, đại nhãn quyết. Vừa đi vừa xem, một khắc trôi đi đã xem xong toàn bộ quyển bí tịch thân pháp. Sau đó lại xem lại một lượt, Lâm Nhất khép quyển bí tịch lại, nhắm mắt thầm đọc trong đầu. Dĩ nhiên có thể vừa nhìn đã nhớ, đọc thuộc lầu lầu. So với thuần dương công cần tích tụ tài nguyên thì vài võ kỹ thân tháp cần ngộ tính và thiên phú này trước nay chưa từng làm khó được hắn. Không quá hai canh giờ đã luyện thành đại nhãn quyết này rồi. Thử thi triển thân pháp, nhẹ nhàng nhảy lên rồi đáp xuống phía trên nóc căn nhà. Cảm giác thật kỳ diệu. Lăn không nhảy lên hơn một trượng mà vẫn vô cùng nhẹ nhàng. Trước đây hắn cũng có thể nhảy được lên độ cao một trượng như vậy nhưng cần tiêu hao rất nhiều nội kình. Bây giờ thì chỉ cần một chút xíu siêu là được. Vù vù vù. Vừa luyện thành đại nhãn quyết, Lâm Nhất tò mò di chuyển chạy nhảy trong khoảng sân nhỏ. Thân pháp không phải dùng để bỏ chạy, suy cho cùng vẫn phải kết hợp với võ kỹ tự thân nữa. Lâm Nhất trong lòng rõ như gương sáng, hôm qua Liễu Vân Phi chính là dựa vào thân pháp mới có thể một chiêu đã đánh bại được Bạch Vũ Phàm trong trận đấu. Nếu như hắn đụng phải đối phương thì có khả năng đến một góc áo của Liễu Vân Phi cũng không đụng vào được mất. Có thể thấy, tác dụng của thân pháp trong chiến đấu thế nào. Đến sau khi đã dần thuần thục đại nhãn quyết, Lâm Nhất liền bắt đầu thử kết hợp với Lưu Phong kiếm pháp. Không thử thì không biết, sau khi thử xong thì Lâm Nhất chấn động không thôi. Sau khi kết hợp với đại nhãn quyết, Lưu Phong kiếm pháp hoàn toàn giống như một bộ kiếm pháp mới tinh. Từng chiêu từng thức đều tràn đầy linh tính, cả bộ kiếm pháp dường như sống lại. Khiến hắn cảm giác trước đó chỉ là thùng rỗng kêu to, hiện tại thân thể và kiếm pháp mới có được sự hòa hợp mà trước đây chưa từng có. Thấu hiểu về Lưu Phong kiếm pháp đã đạt đến một tầm cao mới. Kiếm pháp trong tay thi triển càng ngày càng thuận hơn. Lâm Nhất tự cổ vũ mình để khiến tinh thần hăng hái hơn, cố gắng hết sức thi triển Lưu Phong kiếm pháp. Tụ kiếm thành phong. Hồi quang lưu ảnh. Sau khi thi triển xong sát chiêu tụ kiếm thành phong, Lâm Nhất cảm thấy cơ thể phảng phất như hòa hợp với một dòng nước tuôn trào, bất giác tự động thi triển ra sát chiêu thứ hai. Xoạt. Nhất thời bên trong khoảng sân, kiếm ảnh rực sáng, khoảnh khắc cầm kiếm xoay người, Lâm Nhất đã chém ra 9981 kiếm. Sau khi hạ xuống đất, kiếm ảnh đầy trời. Hội tụ thành một vòng tròn hoàn mỹ không vết sứt mẻ. Kiếm pháp đại thành. Trong lòng Lâm Nhất kích động, vẻ mặt toát lên sự mừng rỡ, khó kìm nén được hưng phấn. Kiếm pháp đại thành, bộ kiếm pháp chưa từng có ai luyện thành trong 100 năm nay ở Thanh Vân Môn, vậy mà ta đã luyện được đến đại thành rồi. Lâm Nhất cười lớn vài tiếng, cảm thấy vô cùng vui sướng. Chẳng trách trước đây ta luyện bộ kiếm pháp này lại chậm chạp mãi không thể đến đại thành. Hóa ra không phải do ngộ tính của ta không cao mà là do chưa tu luyện thân pháp nên mới dẫn đến việc chậm chạp không thể đột phá. Đương nhiên trong đó chắc chắn có tác dụng của hóa huyết đan khiến suy nghĩ nhanh nhẹn,
tinh thần đạt đến đỉnh phong. Lưu Phong kiếm pháp đại thành, nắm chắc hai sát chiêu khiến lực chiến đấu của Lâm Nhất lập tức tăng lên rất nhiều. Lâm Nhất tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, toàn thân toát lên sự sắc sảo trước nay chưa từng có. Ánh mắt toát lên hào quang bình tĩnh tự tin, Lâm Nhất trầm ngâm lẩm bẩm, xem ra viên hóa huyết đan này quả thực là vật thật việc thật. Cộng thêm viên hóa huyết đan trên người Cuồng Diệm, ta vẫn còn 3 viên nữa, phải tận dụng thật tốt mới được. Còn hiện tại cũng đến lúc phải hoàn thành nốt nhiệm vụ linh thạch cuối cùng rồi. Chương 43, nhiệm vụ linh thạch thứ 3. Nhiệm vụ linh thạch thứ 3 là liệp sát Mạc Viêm Hổ. Mạc Viêm Hổ là yêu thú có võ đạo tầng 6, ở sâu trong dãy núi Hoàng Vân, có thể nói là bá đạo. Yêu thú cùng cảnh giới võ đạo tầng 6 cũng không phải là đối thủ của nó, thậm chí còn là thức ăn của nó. Tin tốt duy nhất là Mạc Viêm Hổ là loài yêu thú độc hành. Nhiều khi, một vài yêu thú có tính bầy đàn năng lực yếu hơn ngược lại còn khó đối phó hơn. Có đại nhãn quyết bên người, Lâm Nhất chỉ mất 2 ngày là đã đến được dãy núi Hoàng Vân. Tiết kiệm được 3 ngày so với trước đây, tính quan trọng của thân pháp đã được thể hiện một cách hoàn mỹ. Nhưng thử thách chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Với thực lực võ đạo tầng 5 hiện nay của Lâm Nhất mà muốn đối phó với yêu thú có võ đạo tầng 6 bình thường đã không dễ dàng rồi. Đối phó với Mạc Viêm Hổ có cấp bậc tinh anh thì càng phải cẩn thận hơn nhiều. May mà nhờ vào việc ngày đêm quan sát thần hổ trong bức tranh đã giúp hắn có năng lực kháng cự rất lớn với sát khí của yêu thú. Đối với yêu thú họ hổ lại càng gần như không có bất cứ áp lực nào, việc này mang lại cho hắn ưu thế rất lớn. Sau khi tiến vào sâu trong dãy núi Hoàng Vân, Lâm Nhất bèn bắt tay vào tìm kiếm Mạc Viêm Hổ. Mạc Viêm Hổ vốn là loài mãnh thú luôn đi một mình, lại có sở trường ẩn náu. Muốn tìm được nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khổ cực tìm kiếm nhiều ngày mà vẫn không có thu hoạch gì. Giữa đường lại gặp phải không ít yêu thú cấp thấp, bị Lâm Nhất tiện tay giết chết rồi. Thực lực hiện tại của hắn mà gặp phải yêu thú võ đạo tầng 5 thì cứ lấy Lưu Phong kiếm pháp đại thành để nghênh chiến thôi, nhẹ nhàng chém giết dễ như bỡn. Đụng phải yêu thú võ đạo tầng 6 thì mới có chút phiền phức. Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn là có chút mà thôi. Rừ. Ngày hôm đó, Lâm Nhất đang tìm kiếm trong núi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gào giống. Tiếng gào giống vô cùng quen tai, là tiếng hổ gầm. Ngay sau đó, tiếng hô hấp nặng nề và tiếng mãnh hổ chạy nhanh đập vào tai Lâm Nhất. Trong khi Lâm Nhất đang suy nghĩ liệu có phải là Mạc Viêm Hổ hay không, thì một con mãnh hổ hung hãn toàn thân đen nhánh như mực, móng vuốt rực cháy giống như ngọn lửa đen xuất hiện ở cuối tầm nhìn của Lâm Nhất. Vận khí tốt vậy sao? Lâm Nhất thoáng chút ngạc nhiên. Tìm bao nhiêu ngày trời mà không thấy bóng dáng Mạc Viêm Hổ đâu, thế mà hôm nay nó lại tự mò tới. Có điều con Mạc Viêm Hổ này hình như đã bị trọng thương và đang bỏ trốn. Có người đã nhắm vào con Mạc Viêm Hổ này rồi ư? Vậy thì có chút khó xử rồi, bản tính Lâm Nhất đơn thuần, không thích tranh chấp. Có những lúc thà thêm chút phiền phức chứ không muốn tranh giành với người khác. Nhưng đúng lúc hắn đang do dự thì con Mạc Viêm Hổ đang chạy trốn kia lại chẳng quan tâm gì nhiều. Hung tợn lao về phía hắn, ánh mắt hung hãn, động tác mau lẹ, trông như một đạo tia chớp màu đen. Sát khí yêu thú khủng bố cùng với tiếng gào giống đàn áp hướng tới Lâm Nhất. Nếu như đổi lại là người khác thì đã bị dọa cho chết đứng tại chỗ rồi. Nhưng Lâm Nhất thì không có cảm giác quá lớn, Táng Hoa kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, toàn thân nhẹ nhàng uốn lượn. Thi triển Lưu Phong kiếm pháp đại thành ra, cơ thể hắn nhẹ như chim yến, bay lên bay xuống, kiếm ảnh lóe lên. Chỉ vừa đối mặt, trên mình Mạc Viêm Hổ đã có thêm hơn 10 vết kiếm chém. Có thể nhìn thấy rõ ràng, vết kiếm mà Lâm Nhất để lại so với những vết thương cũ của nó khủng bố hơn nhiều. Mạc Viêm Hổ thương càng thêm thương, gào giống thảm thiết không thôi. Tụ kiếm thành phong. Lâm Nhất xoay người vung thêm một kiếm nữa, cơ thể như dòng suối đổ, kiếm như làn nước mùa thu. Sát chiêu thứ nhất của Lưu Phong kiếm pháp đại thành vừa được xuất ra lập tức chém chết con Mạc Viêm Hổ vốn đã bị thương này. Thu kiếm vào vỏ. Lâm Nhất có chút đăm chiêu. Xem ra con Mạc Viêm Hổ này trước đó quả thực đã bị thương không nhẹ, bằng không cũng không thể xử lý dễ dàng vậy được. Cộc cộc cộc. Trong khoảnh khắc hắn đang suy tư thì một tràng tiếng bước chân vang lên, quay đầu lại nhìn thì thấy 4 gã nam tử xuất hiện, vội vã chạy tới. Người thanh niên dẫn đầu mặc một thân hoa phục, phú quý phi phàm, thần thái kiêu căng. Sau khi nhìn thấy thi thể của con Mạc Viêm Hổ, gã thanh niên cười lớn nói, xúc sinh. Ta cho ngươi chạy, kết quả cuối cùng vẫn là con đường chết. Trong lúc nói vậy căn bản hoàn toàn không để ý đến Lâm Nhất, coi hắn như không khí. Lâm Nhất thấy tình hình không ổn, tốt xấu gì cũng là do hắn bỏ công sức ra, ít nhất cũng phải có được chút vật phẩm từ yêu thú mới đúng.
bèn lên tiếng nhắc nhở, bằng hữu, con Mặc Viêm Hổ này là do ta giết. Chương 44, đụng độ thiếu chủ Vân gia. Dù sao Mặc Viêm Hổ cũng rất khó tìm, Lâm Nhất không muốn bỏ qua cơ hội lần này, hắn vốn định thương lượng với đối phương một phen. Nhưng vừa chuẩn bị nói thì chợt nhìn thấy hoa văn thêu trước ngực áo người nọ. Vẻ mặt Lâm Nhất thoáng chốc thay đổi, phía trên đường vân hình sóng nước có thêu một chữ Vân. Lúc này, hắn liếc mắt thấy được tùy tùng theo bên cạnh người trẻ tuổi kia chính là gã đại hán đã trốn thoát ngày đó. Tim hắn bỗng nhiên đập nhanh hơn, đúng là suối quẩy. Quả nhiên, hắn nhìn thấy tên tùy tùng kia vội vã tiến lên, kề sát tai thiếu chủ Vân gia nói gì đó. Thái độ của thiếu chủ Vân gia đối với Lâm Nhất lập tức thay đổi, cười nói, đến vừa đúng lúc, giết người Vân gia ta, lại còn dám trở lại cướp đoạt Mặc Viêm Hổ của ta. Được lắm, đã rất lâu rồi không có ai dám to gan chống đối với Vân gia ta như vậy. Còn chưa dứt lời, hắn ta đã đột ngột ra tay, vung một quyền hướng về phía Lâm Nhất. Trên người hắn ta bộc phát khí thế mạnh mẽ của võ đạo tầng 6, một đấm này mang theo âm thanh xé gió cực kỳ chói tai. Rất hiển nhiên, người này đã tập kích bất ngờ, ý đồ khiến Lâm Nhất trọng thương. Tuy nhiên, Lâm Nhất cũng không hề mất cảnh giác, ngay khi hắn ta vừa ra tay, hắn đã dùng mãnh hổ quyền tiếp chiêu. Mãnh hổ quyền của hắn sớm đã đại thành, hiện tại chỉ còn kém nửa bước nữa là đạt đến viên mãn đỉnh phong. Mấy ngày nay, Lâm Nhất cũng không quên dùng linh thạch tu luyện thuần dương công, mỗi ngày tiêu hao hết 2 viên linh thạch hạ phẩm. Thuần dương công tầng 3 đã có tiến bộ thần tốc, một thân nội kình của Lâm Nhất vừa mạnh mẽ lại vừa cô đọng. Khoảnh khắc hai quyền giao nhau, thiếu chủ Vân gia hét thảm một tiếng, cánh tay phải của hắn ta gần như bị đánh gãy. Miệng phun ra máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Hắn ta là người ra tay đánh lén, vậy mà lại không chiếm được chút ưu thế nào, ngược lại còn bị trọng thương. Chúng ta đi. Thiếu chủ Vân gia bị dọa không nhẹ, hắn ta thấy Lâm Nhất cùng lắm chỉ là một đệ tử ngoại môn, tu vi cũng mới đến võ đạo tầng 5 nên mới dám hung hăng càn quấy, có ngờ đâu thực lực của Lâm Nhất lại khủng bố đến như vậy. Sau khi rơi xuống, hắn ta bị dọa đến mức tái mặt, vội vã dẫn đám tùy tùng bỏ chạy. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, do dự hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định không đuổi theo. Xác của Mặc Viêm Hổ nếu không được xử lý sẽ bị những yêu thú khác nuốt chửng. Thôi đi, chỉ là một đám vô dụng, cẩn thận một chút là được. Hắn xoay người, lấy dao găm ra xử lý xác Mặc Viêm Hổ, sau đó nhanh chóng rời đi. Đáng giận, ta lại bị một tên đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Môn khi dễ đến mức này. Sau khi trốn đi thật xa, thiếu chủ Vân gia tức đến run người, miệng mắng liên hồi. Vô dụng, tất cả đều là một đám vô dụng. Nhìn ba tên tùy tùng phía sau, hắn ta càng thêm tức giận uổng cho các ngươi là cao thủ võ đạo tầng 6, hàng năm gia tộc đã cung cấp cho các ngươi nhiều tài nguyên như vậy, kết quả còn thua một tên đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Môn, ta còn cần các ngươi làm gì hả? Còn ngươi nữa, ông đây bảo ngươi đi tìm huyết bách hợp, bị người ta cướp mất không nói, còn khiến cho người của Vân gia bỏ mạng, ngay cả phế vật cũng không bằng. Vân gia tại thành Bạch Thủy là một thế lực rất lớn, phóng mắt khắp toàn bộ nước Thiên Thủy, có thể nói là một trong những thế lực chỉ đứng sau tứ đại tông môn. Vị thiếu chủ Vân gia này đã được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ phải chịu uất ức đến như vậy. Thấy hắn ta càng mắng càng hăng, ba tên tùy tùng đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Bọn họ cũng là người có mắt nhìn, thấy thiếu chủ nhà mình bị Lâm Nhất dùng một quyền đánh phế nửa cánh tay, bọn họ liền hiểu rõ dù cho cả đám có vây công thì cũng chưa chắc là đối thủ của Lâm Nhất. Trong tình huống như vậy, bọn họ nào dám ra mặt thay thiếu chủ Vân gia. Thấy thiếu chủ đã mắng thỏa sức, gã đại hán may mắn trốn thoát khỏi Lâm Nhất thấp giọng nói, thiếu chủ, ta thấy tên này hẳn là đệ tử tinh anh của tông môn, chắc chắn là con cháu của một vị đường chủ hay trưởng lão nào đó, nếu không, sao hắn lại có thực lực đáng sợ như thế? Dùng thực lực võ đạo tầng 5 có thể nhẹ nhàng đánh bại thiếu chủ Vân gia, kẻ đó ắt không phải người thường. Nghe vậy, thiếu chủ Vân gia cả giận nói, ta còn đợi ngươi dậy hả? Chẳng lẽ ta lại không nhìn ra? Cái ta muốn hỏi là có cách nào đối phó với hắn không? Ta nuốt không trôi cơn tức này. Đám người liếc nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Ở đây không giống với thành Bạch Thủy, nếu ở trên địa bàn nhà mình thì việc gì cũng dễ bàn. Chỗ này vốn là vùng hoang dã, không có ai giúp đỡ, bọn họ nào dám tìm Lâm Nhất gây sự. Ta có một cách, có thể mạo hiểm thử một lần, nếu thành công, tên tiểu tử kia sẽ phải chết một cách thê thảm. Nói. Sau khi nghe tên tùy tùng kia bày kế, trong mắt thiếu chủ Vân gia lóe lên tia tàn nhẫn, hắn ta trầm giọng nói, cứ làm như vậy, mối hận này không xả không được.
Chương 45, đối chiến cùng Mạc Viêm Hổ. Giết con Mạc Viêm Hổ đầu tiên khá dễ dàng, lần này xem như Lâm Nhất chiếm được món hời. Thông qua xác Mạc Viêm Hổ, hắn đã nhớ ký hình dáng móng hổ và bắt đầu tìm kiếm dựa trên dấu chân của nó. Bắt đầu từ lúc đó, năng suất đã tăng vọt. Còn chưa đến 2 ngày, Lâm Nhất đã tìm được dấu chân giống y đúc của Mạc Viêm Hổ. Hắn lần theo dấu chân đi về phía trước. Sau khi vượt qua một vài ngọn núi, cuối cùng, Lâm Nhất cũng tìm được Mạc Viêm Hổ trong khu rừng rậm rạp. Cách đó hơn 500 mét, Mạc Viêm Hổ toàn thân đen kịt, cao gần 2 trượng, cực kỳ vạm vỡ, uy mãnh. Nó vừa ăn xong, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tiêu hóa thức ăn. Lâm Nhất biết loài hung thú ưa thích độc hành này có tính cảnh giác cực cao. Dù là nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể phát hiện động tĩnh dù là nhỏ nhất. Hay là cứ đánh trực diện thử xem sao, biết đâu mãnh hổ quyền của ta có thể nhân cơ hội tiến thêm một bước. Trước đó, nhờ đối chiến với hoa ban hổ mà mãnh hổ quyền của hắn đã tiến bộ không ít. Bây giờ đối đầu với Mạc Viêm Hổ chính là thời cơ để mãnh hổ quyền trổ hết tài nghệ, tiến thẳng lên cảnh giới viên mãn đỉnh phong. Lâm Nhất hét lớn một tiếng, sau đó nhảy khỏi chỗ ẩn nấp, hắn vung tay, tung ra sát chiêu của mãnh hổ quyền hổ khiếu sơn lâm, lao thẳng đến. Mạc Viêm Hổ đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột ngột mở mắt, sát khí điên cuồng bộc phát. Khí thế không giận tự uy của bá chủ núi rừng lập tức bùng phát. Tim Lâm Nhất đập thình thịch, sát khí thật mạnh, con Mạc Viêm Hổ này mạnh gấp mấy lần so với con mà hắn đã đụng phải 3 ngày trước. Dù trong đầu hắn đã ngưng tụ chân dung thần hổ nhưng vẫn phải chịu áp lực không nhỏ. Thế nhưng đã ra quyền thì không còn đường lui. Một quyền này đánh vào đầu Mạc Viêm Hổ. Đầu của yêu thú vốn là chỗ hiểm, thế nhưng sau khi tung ra một chiêu này, Lâm Nhất lại có cảm tưởng như vừa đấm vào sắt thép. Phản lực cực lớn khiến cánh tay hắn tê dại. Rào. Mạc Viêm Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng hổ gầm gần như vang vọng bên tai Lâm Nhất. Ông, hắn có cảm giác đầu óc quay cuồng, choáng váng, trong đầu chỉ còn âm thanh ong ong vang lên không dứt. Xoạt. Vô số chim thú trong rừng bị dọa sợ, một đàn chim nháo nhác bay ra khỏi tán lá. Mạc Viêm Hổ vốn là bá chủ của vùng rừng núi này, phạm vi mấy trăm dặm quanh đây gần như là địa bàn của nó. Hiện tại, tiếng hổ gầm vừa uy mãnh vừa dữ tợn đã khiến rất nhiều yêu thú hoảng sợ. Lâm Nhất ngơ ngác, hắn không ngờ Mạc Viêm Hổ ở trạng thái đỉnh phong lại mạnh như vậy. Bốp! Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bị nó chụp một phát vào ngực, cả người tựa như bùn nhão bị đánh bay ra ngoài. Lâm Nhất ngã xuống đất, đâm sầm vào một gốc cây, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Rốt cuộc 4 tên vô dụng của Vân Gia đã làm Mạc Viêm Hổ trọng thương bằng cách nào? Hắn đã mắc sai lầm nghiêm trọng, vốn dĩ Lâm Nhất cho rằng đám người Vân Gia có thể khiến Mạc Viêm Hổ trọng thương, thì với thực lực của hắn, chuyện đó không cần phải bàn cãi. Không ngờ Mạc Viêm Hổ ở trạng thái đỉnh phong lại đáng sợ như vậy. Mạc Viêm Hổ giận không thể tả, nó đứng lên, thân cao gần 2 trượng, trong mắt Lâm Nhất chẳng khác nào một ngọn đồi nhỏ, vừa oai phong lại vừa dữ tợn. Thịch thịch thịch. Nó điên cuồng lao đến, cơ thể cao lớn vô cùng linh hoạt. Tới đúng lúc lắm. Mạc Viêm Hổ mạnh mẽ không khiến Lâm Nhất bị dọa sợ, trái lại, chiến ý của hắn đã hoàn toàn bị kích phát. Bất chấp đau đớn dữ dội ở ngực, Lâm Nhất vỗ mạnh tay xuống đất, phút chốc nhảy vọt lên, vừa đúng lúc nghênh đón Mạc Viêm Hổ đang nhào đến. Hắn điên cuồng vận chuyển thuần dương công, lại lần nữa đánh ra mãnh hổ quyền. Chân dung thần hổ trong đầu bị đánh nát lúc trước một lần nữa ngưng tụ. Một quyền này bộc phát uy lực không hề thua kém so với Mạc Viêm Hổ. Rào. Hổ vốn là vua của muông thú, trên người một người một thú đều bộc phát ra uy lực kinh người của vị vua muôn loài. Một tiếng nổ vang lên, Lâm Nhất lui về sau 3 bước, Mạc Viêm Hổ không ai bị nổi sau khi tiếp một quyền này của hắn cũng bị buộc phải dừng bước. Một người một thú cứ thế giằng co. Lâm Nhất không còn dám xem thường nữa, hắn tập trung cao độ, lạnh lùng nhìn Mạc Viêm Hổ trước mắt. Rào. Lại một tiếng hổ gầm rền vang, sóng âm bùng nổ, Mạc Viêm Hổ một lần nữa lao đến. Đến đây. Lâm Nhất cũng thét lên một tiếng giận dữ, xương cốt trong cơ thể gầm lên từng hồi, tựa như tiếng hổ gầm. Phía sau hắn thấp thoáng ngưng tụ hư ảnh mãnh hổ, cùng với hắn nghênh đón yêu thú cấp bá chủ đang hung hãn lao đến. Chương 46, điên cuồng chạy trốn. Ở phía sau hắn, cách đó hơn 1.000 mét, đang có người chăm chú quan sát từng cử động của hắn. Thấy cảnh tượng trước mắt, kẻ đó không khỏi giật mình kinh sợ. Không ai khác, đó chính là gã đại hán đã trốn thoát khỏi Lâm Nhất trước đó. Thực lực thật đáng sợ, thiếu chủ và chúng ta dùng thực lực của 4 người đánh liên tục suốt 10 ngày mới có thể khiến Mạc Viêm Hổ trọng thương,
Vậy mà tên tiểu tử này lại có thể tay không đối đầu với Mạc Viêm Hổ, lại còn không phân cao thấp nữa chứ. Hắn ta trốn trên tàng cây, nhìn mà cảm thấy sốc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Một lúc lâu sau, vẻ mặt hắn ta trở nên dữ tợn, tuy nhiên, thật đáng tiếc, lần này ngươi nhất định phải chết. Kế đó, gã đại hán nhảy khỏi tán cây và chạy thật nhanh trong rừng. Một lát sau, hắn đã tụ hợp với ba người thiếu chủ Vân gia. Sao rồi? Thiếu chủ, thực lực của tên tiểu tử này quả thực đáng sợ, hắn lại có thể tay không đấu trực diện với Mạc Viêm Hổ, lại còn đánh ngang tay nữa chứ. Theo tôi thấy dù có mạnh hơn nữa thì trước sau gì Mạc Viêm Hổ cũng chết dưới quyền của hắn. Nghe vậy, thiếu chủ Vân gia lộ vẻ kinh ngạc. Sau khi xác nhận chắc chắn, hắn ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ, may mà hai ngày trước hắn ta đã nhanh chân chạy thoát. Nếu cứ ngốc nghếch nán lại, để cho ba tên tùy tùng xông lên thì sợ là bây giờ hắn ta đã không còn trên nhân thế rồi. Vẻ mặt thiếu chủ Vân gia thoáng qua một chút lo lắng, hắn ta nhìn về phía một gã tùy tùng, nói, lão tứ, kế hoạch của ngươi có đáng tin không? Lỡ như không thành công, e là sẽ gặp rắc rối lớn. Thiếu chủ yên tâm, tuyệt đối không có sơ hở. Hoàng Kim Man Ngưu là yêu thú sống theo bầy đàn, một đàn có ít nhất 300 con, trí thông minh cực thấp. Ta chỉ cần chọc giận chúng, sau đó dẫn chúng chạy về phía tên tiểu tử kia, đến lúc đó, ha ha ha, dù hắn có đến 9 cái mạng cũng không thể ngăn được lực công kích của Hoàng Kim Man Ngưu, đợi cả đàn vọt qua, còn lại chỉ là cặn bã. Thiếu chủ, ngay cả việc nhặt xác phiền toái cũng được giảm bớt. Tên tùy tùng được gọi là lão tứ cười nham hiểm. Được. Thiếu chủ Vân gia cũng nở nụ cười, lạnh lùng nói, cứ làm vậy đi, dám đấu với ta, hừ, hắn cũng đừng trách ta tâm địa độc ác. Tốn gần 2 canh giờ, ngay khi Lâm Nhất đã cạn kiệt sức lực, đang chuẩn bị rút kiếm nghênh địch thì Mạc Viêm Hổ hung hãn đột nhiên chết bởi một quyền của hắn, cái đầu vốn cứng chắc lại bị hắn đấm nát. May mà hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác, nhanh nhẹn tránh đi mới không bị máu thịt bắn tung tóe lên người. Nhìn Mạc Viêm Hổ không đầu trước mặt, Lâm Nhất thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói, ta còn tưởng đầu con hổ này làm bằng kim cương chứ. Mệt không chịu nổi, nếu không phải lúc trước hắn đã uống một viên hóa huyết đan để tăng cường khí lực, sợ là trong lúc chiến đấu với Mạc Viêm Hổ, hắn đã sớm kiệt sức, không còn một chút thể lực. Quả nhiên không thể khinh thường yêu thú cấp bá chủ được. Lâm Nhất cảm thấy thật khó hiểu, nhắc đến chuyện này. Hắn nghĩ mãi mà không ra bốn tên vô dụng Vân gia kia làm thế nào mà có thể đánh trọng thương Mạc Viêm Hổ. Thình thịch, tim hắn đang không ngừng nảy lên, hóa huyết đan mang đến khí lực mạnh mẽ, khiến cho khí huyết của Lâm Nhất tuôn trào. Thể lực bị tiêu hao đang dùng tốc độ không tưởng khôi phục từng phần. Chỉ trong chốc lát, Lâm Nhất cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ, bèn đứng dậy chuẩn bị cắt lấy móng vuốt hổ. Vẻ mặt hắn thoáng qua một tia hài lòng, chỉ tiếc là trong trận chiến quyết liệt vừa rồi. Mãnh hổ quyền vẫn còn thiếu chút nữa mới có thể đạt đến viên mãn đỉnh phong. Một môn công pháp nếu tu luyện đến viên mãn đỉnh phong sẽ có sự thay đổi về chất. Nhất là mãnh hổ quyền của hắn đã được cuộn tranh thần bí kia cải tạo, hắn thật sự rất mong chờ thấy được sự mạnh mẽ của nó sau khi đạt đến viên mãn. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang từ xa vọng đến, cả người Lâm Nhất mất khống chế, loạng choạng một phen. Đã có chuyện gì xảy ra? Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy cách đó hơn ngàn mét. Khói bụi cuồn cuộn tựa như hoàng hà dậy sóng, che khuất cả bầu trời. Còn chưa kịp phản ứng thì một đám châu điên có vảy màu vàng phủ toàn thân, hình thể to gấp 3 lần Mạc Viêm Hổ đang điên cuồng lao về phía hắn. Đầu của chúng cúi xuống, sừng châu sắc bén sộc về phía trước mang theo tia sáng lạnh lẽo. Rầm rầm rầm. Những nơi chúng đi qua, đất rung núi chuyển, gốc đại thụ to bằng hai người ôm nhẹ nhàng bị đụng gãy, sau đó bị móng vuốt của chúng giẫm nát chỉ còn lại cạn. Đáng chết. Lâm Nhất bị dọa đến tái mặt, hắn thật sự không hiểu vì sao đám Hoàng Kim Man Ngưu này lại xông về phía mình. Đến khi hắn kịp phản ứng thì đã không còn cơ hội né tránh. Đàn trâu vừa mới ở cách đó hơn ngàn mét, trong phút chốc đã xuất hiện trước mắt. Cảnh tượng 400-500 con Hoàng Kim Man Ngưu đang ùn ùn kéo đến quả thực khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Trong lúc sinh tử, Lâm Nhất bộc phát tiềm lực cực lớn. Hắn liều mình dùng tất cả nội kình trong cơ thể đánh ra một quyền. Nện thẳng vào đầu con Hoàng Kim Man Ngưu đầu lĩnh, sau đó, hắn bị phản lực cực lớn đánh bay ngược ra sau. Lực va chạm khổng lồ thông qua cánh tay lan ra khắp cơ thể. Lâm Nhất cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động, đồng thời bị xé nát. Nhưng một quyền này cũng đã tạm kéo hắn trở về từ quỷ môn quan. Sau khi từ không trung hạ xuống, Lâm Nhất phun ra một ngụm máu tươi, nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách, liều mạng chạy như điên, không dám quay đầu nhìn lại. Chương 47, đối mặt với tuyệt cảnh.
khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục có xa xôi lắm không? Có lẽ cũng không xa lắm, chỉ cách nhau một đường chỉ. Trước đó không lâu, Lâm Nhất còn đắm chìm trong niềm vui vì giết được Mạc Viêm Hổ và chia cắt nguyên liệu từ trên người yêu thú. Một giây sau, hắn đã bị một đám hoàng kim man ngưu điên cuồng đuổi theo. Sau lưng là âm thanh ầm ầm, bên tai có thể nghe thấy tiếng thở dốc của đám châu điên, Lâm Nhất liều mạng chạy, không dám quay đầu nhìn lại. Hắn sợ mình vừa quay đầu lại sẽ bị đám châu điên này đâm thành thịt vụn. Thân pháp cao đẳng đại nhãn quyết được hắn thi triển đến mức tận cùng, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi đám hoàng kim man ngưu này. Sau khi hắn đánh một quyền vào đầu con châu đầu đàn, đám châu này đã nổi xung thiên, tức giận không thôi. Vô số đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, điên cuồng truy đuổi. Cảm giác nguy hiểm lại lần nữa đến gần, Lâm Nhất vốn đang chạy như điên buộc phải quay người nhìn lại. Con trâu đầu đàn ở cách hắn chỉ độ khoảng một người, sau lưng nó là 400-500 con hoàng kim man ngưu đang lao đến. Có thể thấy được quy mô to lớn, vô cùng dũng mãnh, khiến bụi đất bị sốc lên tung tóe. Cảnh tượng hùng vĩ như vậy lại khiến lòng người tuyệt vọng. Lâm Nhất không cam lòng, hắn gầm lên một tiếng, tung một quyền vào đầu thủ lĩnh đàn trâu đang sắp lao vào mình. Ầm! Lực va chạm cực lớn từ cánh tay truyền đi khắp cơ thể. Lục phủ ngũ tạng vốn đã chấn động lại lần nữa bị xé rách, Lâm Nhất có cảm giác lồng ngực đau đớn dữ dội. Không biết là nội tạng nào của hắn đã vỡ nát. Hoàng kim man ngưu da thô thịt dày dường như chẳng có việc gì, giận dữ giống lên một tiếng, vẫn tiếp tục đuổi theo sát nút. Hô! Mượn phản lực, Lâm Nhất một lần nữa kéo giãn khoảng cách, che ngực xoay người chạy như điên. Hắn cũng không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, đợi đến khi nội kình tiêu hao hết. Hắn có thể tưởng tượng được bản thân bị đám châu điên này giày vò như thế nào. Nhưng nhất thời, Lâm Nhất không thể nghĩ ra được cách nào khác ngoài việc cùng bọn chúng cắn xé lẫn nhau. Ha ha ha, thiếu chủ, ngươi xem hắn chạy hệt như một con chó kìa. Phía sau Hoàng Kim Man Ngưu, bốn người Vân gia đứng từ xa quan sát, thấy dáng vẻ thê thảm của Lâm Nhất, bọn họ khoái chí cười ầm lên. Trong mắt bọn họ, so với tộc đàn Hoàng Kim Man Ngưu, Lâm Nhất quả thật vô cùng bé nhỏ. Lâm Nhất giãy giụa trong tuyệt cảnh, sự bất lực của hắn chỉ càng khiến bọn họ thêm khoái trá. Đã thật. Thiếu chủ Vân gia nhe răng cười, lớn tiếng nói, lão tứ, ngươi được lắm. Cũng là ngươi suy nghĩ chu đáo, để đám châu điên này đối phó với tên tiểu tử kia, kế sách này thật sự là tuyệt không thể tả. Lão tứ cười nịnh nọt, là nhờ sự dạy bảo của thiếu chủ cả đấy. Ha ha ha, đi thôi, chúng ta mau đuổi theo, ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn bị châu điên dẫm thành thịt nát. Dám cướp huyết bách hợp của ta, lại còn động đến Mạc Viêm Hổ của ta. Hôm nay ta muốn xem ngươi chết như thế nào. Đám người đuổi theo, ở đằng xa nhìn Lâm Nhất giãy giụa, thỉnh thoảng lại cười ầm lên. Thân pháp của tên tiểu tử này quả thật không phải hạng xoàng. Nếu đổi lại là chúng ta, bị Hoàng Kim Man Ngưu xông lên một lượt đã sớm bị đâm chết rồi. Không cần gấp, sức chịu đựng của Hoàng Kim Man Ngưu nổi danh là châu bò, truy đuổi 4 năm này như vậy cũng không hề có dấu hiệu giảm bớt tốc độ. Ha ha, như vậy mới thú vị, thoáng cái hắn đã bị đâm chết thì thiếu chủ sẽ không cảm thấy hứng thú. Nói rất hay, ta thích xem hắn nhảy tới nhảy lui như một con khỉ, nhưng lại không có sức xoay chuyển tình thế. Sau đó từng chút một tiêu hao thể lực, bị tuyệt vọng tra tấn, chỉ có thể bất lực và đau khổ chờ đợi cái chết. Thiếu chủ Vân gia hưng phấn không thôi, chỉ sợ xem không rõ. Tốc độ đuổi theo Hoàng Kim Man Ngưu lại tăng thêm vài phần. Lâm Nhất chạy như điên. Sắc mặt hắn trắng bệch lộ vẻ suy yếu, khuôn mặt điển trai đã dính đầy bụi đất, trông vô cùng thê thảm. Chỉ có cặp mắt kia vẫn sáng ngời và bình tĩnh như trước, trong tuyệt vọng cũng không từ bỏ hy vọng. Từ lúc bước chân vào thế giới này, chưa bao giờ hắn cảm nhận được tử vong đến gần như lúc này. Tiếng ầm ầm đuổi theo sau lưng cứ như bước chân của tử thần, chỉ cần hắn chậm chân một chút thôi, giây tiếp theo sẽ bị dẫm thành thịt nát. Nói cũng lạ, khi cái chết chính thức đến gần, mới ban đầu Lâm Nhất còn bối rối và hoảng hốt. Nhưng đến bây giờ, hắn đã dần tỉnh táo trở lại. Nếu chuyện đã đủ tuyệt vọng, không thể nào tệ hơn nữa thì bi quan hay phàn nàn có được gì đâu. Nếu trái phải đều là con đường chết, không bằng ta thẳng tay đánh cược một lần. Hai mắt Lâm Nhất trong vắt, vẻ mặt ngày càng sán lạn, toát lên thần thái kiên nghị. Sự tuyệt vọng cùng thê thảm trên gương mặt điển trai dần tan đi, thay vào đó là sự quật cường cùng cố chấp. Cứ làm như vậy đi. Trong lúc chạy như điên. Lâm Nhất lấy ra một viên hóa huyết đan, không chút do dự uống vào. Tác dụng mạnh mẽ của hóa huyết đan lập tức bùng phát, cùng với đó là nhịp tim đập từng tiếng có lực. Khí huyết tuôn trào, chồng chất lên nhau vô số lần, hình thành trường giang cuồn cuộn sóng,
không ngừng khấy động dữ dội trong cơ thể hắn. Thể lực khô cạn khôi phục trong phút chốc, mệt mỏi bị quét sạch. Nhưng hóa huyết đan không cứu được hắn, không có gì ngốc hơn là so sức chịu đựng với dã thú. Nó chỉ có thể tạm thời hóa giải nguy cơ mà thôi. Nhưng người khác với thú vật, dù có hèn mọn nhỏ bé thì con người vẫn sẽ ngước nhìn lên trời, sẽ có ý chí hiên ngang thẳng tới mây xanh, cũng sẽ có không cam lòng cùng phẫn nộ. Lâm Nhất siết chặt tay phải, cảm nhận khí huyết đang dâng trào, lắng nghe từng nhịp tim của mình. Năm ngón tay không ngừng dùng sức, kéo theo đó, nội kình toàn thân liên tục tụ về tay phải, sức mạnh khổng lồ tập trung vào một chỗ. Hắn siết chặt nắm tay phải khiến cánh tay nổi lên gân xanh, cùng với đó, máu huyết trong tim không ngừng rung động. Chương 48, Mãnh Hổ Quyền Đỉnh Phong Viên Mãn. Đây là sự không cam tâm của hắn, đây là sự phẫn nộ của hắn. Sống hay chết là nằm ở một quyền này. Nhìn nắm quyền bên tay phải vì lực lượng mênh mông mà run lên, ánh mắt Lâm Nhất lóe lên hào quang rực nóng như máu. Đứng giữa ranh giới sinh tử đã thực hiện ra động tác khiến người khác phải trợn mắt cứng họng. Trong lúc bỏ chạy như điên giành giật từng giây từng phút, không quan tâm đến sự truy đuổi sát sao của đàn man nghiêu phía sau, hắn đột ngột dừng lại. Ầm ù, bụi bặm bay lên như sương mù, giống như một con hoàng long nhe nanh múa vuốt, che lấp mặt trời. Đàn man nghiêu uy phong kinh thiên hãi địa, khí thế bàng bạc như biển cuộn lao tới muốn nuốt sống Lâm Nhất. Tên này tuyệt vọng rồi sao? Nhìn thấy Lâm Nhất đột nhiên kỳ lạ dừng lại, bốn gã người của Vân gia phía sau đều tỏ ra ngờ vực. Lâm Nhất trong sự cuồng bạo và phẫn nộ dừng bước chân lại, tích tụ thế lực một chút, khi cái sừng nhọn hoắt của con man nghiêu đầu đàn sắp hung hăng đâm chết hắn thì đột nhiên hắn xoay người. Trong ranh giới sinh tử này, Lâm Nhất sử dụng hết tất cả tiềm lực, lợi dụng dược lực bạo phát của hóa huyết đan. Khoảnh khắc xoay người đó trong cơ thể phát ra hàng trăm tiếng bạo cốt. Ầm, ầm, ầm. Âm thanh như sấm, mặt đất phát ra tiếng nổ kinh thiên, chấn áp toàn bộ tiếng bước chân ầm ầm của đàn man nghiêu. Trên người hắn bùng nổ khí thế khiếp người của võ đạo tầng 5 viễn siêu, giống như vua của muông thú, hóa thành mãnh hổ trở lại. Dược kình mạnh mẽ của hóa huyết đan toàn bộ bạo phát, Lâm Nhất dùng khí huyết toàn thân đang kích động dâng cao lên đối đầu với đàn châu, phát ra một tiếng thét giận dữ, lấy máu tế trời. Ai chẳng cũng có lúc thất bại, một cỗ nhiệt huyết căm phẫn sôi trào lên ngực, đánh ra một thế quyền kinh thiên động địa, ta lấy máu của ta để tế trời xanh. Mãnh hổ quyền, bách thú triều bái. Một quyền đỉnh phong gần như đã đánh trúng vào đầu con man nghiêu đầu đàn ngay đúng khoảnh khắc được tung ra. Ầm. Con man nghiêu đầu đàn mang theo lực tấn công cực mạnh bị một quyền này đánh bay ngay tại chỗ. Cơ thể to lớn lộn mấy vòng không dừng trên không trung, cái đầu của nó còn bị nứt toác ra, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Ầm. Khí thế khủng bố lại lần nữa bạo phát ra từ trên người Lâm Nhất, đó là uy lực vương thú của mãnh hổ quyền sau khi đã đạt đến đỉnh phong viên mãn. Một cỗ khí huyết tràn trề nhẹ nhàng tuôn trào không ngừng nghỉ trong người Lâm Nhất. Cả người chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, xương cốt tứ chi đều tràn đầy lực lượng vô tận. Cát vàng cuồn cuộn, cuồng phong thổi tung mái tóc dài của Lâm Nhất, trên gương mặt thanh tú đó vào lúc này tràn ngập bá khí kiên cường không chịu khuất phục. Đàn man nghiêu hoàng kim chí khôn rất thấp cảm nhận được bá khí của bậc hổ vương toát ra từ trên người Lâm Nhất còn đáng sợ hơn cả Mạc Viêm hổ. Sự khủng bố đến từ sâu trong huyết mạch khiến đám man nghiêu đang điên cuồng phẫn nộ phải run rẩy lập tức dừng bước. Đến khi xác của con đầu đàn rơi xuống đất thì đám man nghiêu đuổi cho Lâm Nhất chạy muốn tắt thở này vội vã sợ hãi quay người điên cuồng bỏ chạy. Đàn man nghiêu thay đổi phương hướng, dùng tốc độ còn nhanh hơn trước, bạt mạng chạy chối chết. Cược thắng rồi. Trong lòng Lâm Nhất thở phào một hơi nhẹ nhõm, thứ hắn cược vào chính là mãnh hổ quyền đạt đến đỉnh phong viên mãn. Với khí thế của bách thú triều bái đã dọa được đàn yêu thú có chí khôn thấp này, thành hay bại chỉ trong một quyền. Một khi cược thua thì hiện tại hắn đã nằm dưới đất bị đàn xúc sinh này dẫm đến thịt nát xương tan rồi. Nhưng cuối cùng cũng đã thắng. Hắn rơi vào tuyệt cảnh mà bạo phát, mãnh hổ quyền thành công tấn thăng đỉnh phong viên mãn, một quyền đánh chết con man nghiêu đầu đàn. Lúc Lâm Nhất bước lên trước để kiểm tra xác của con man nghiêu đầu đàn thì vài tiếng thét chói tai thất kinh đã thu hút sự chú ý của hắn. Tay trái đặt lên ấn đường, Lâm Nhất phóng mắt nhìn ra xa, sau khi nhìn thấy rõ, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khẩy, cuối cùng cũng hiểu vì sao đàn man nghiêu này lại tự dưng vô cớ lao về phía hắn rồi. Chỉ thấy ở phương xa nhóm bốn người của tên thiếu thủ Vân gia vẫn luôn đi theo đàn man nghiêu hoàng kim này hoàn toàn không ngờ được chúng lại quay đầu. Sợ chết khiếp tại chỗ, ánh mắt chứa đầy thần sắc hoảng sợ vô cùng. Vừa giây trước bọn gã còn bình phẩm lung tung về Lâm Nhất đang ở trong tuyệt cảnh, giây sau đã đổi lại vị trí rồi. Báo ứng,
hóa ra lại đến nhanh như vậy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hiện trường có hai tên tùy tùng bị man nghiêu hút bay đi sau đó nghiền nát một cách vô tình. A, tiếng kêu thê thảm làm cho người ta nghe mà ghê cả người. Nhưng chẳng thấm vào đâu, đàn man nghiêu trí khôn thấp kém này căn bản không quan tâm, hai tên tùy tùng bị vó sắt nháy mắt giẫm cho thành vụn thịt hòa trộn chung vào với bùn đất. Thiếu chủ Vân gia sợ đến hoảng loạn, vội vàng lấy ra viên đan dược nuốt vào, mặt mũi hiện lên màu đỏ ửng trông không được khỏe mạnh. Trên người bạo phát khí thế võ đạo tầng 6 viễn siêu, khiến hắn tăng tốc không ít. Lão tứ trước đó đã chú ý thấy vậy vội vàng kêu lên, thiếu chủ, cứu ta với. Cút! Lo sợ bị hắn ta quấn lấy, thiếu chủ Vân gia quay người đạp cho lão tứ một cái vào giữa bầy man nghiêu. Bộp! Chỉ nháy mắt tên lão tứ này đã bị giẫm cho thổ huyết, cơ thể bị vùi vào trong dòng lũ cuồn cuộn. Thiếu chủ Vân gia thấy vậy sắc mặt trắng bệch, không quan tâm nhiều nữa, bán sống bán chết bỏ chạy. Tự tạo nghiệp, không thể sống. Lâm Nhất phía sau thong dong đi tới, nhìn mấy tên tùy tùng bị đàn man nghiêu giẫm nát, sắc mặt lạnh lùng nói. Nếu không phải hắn cược thắng thì người bị giẫm nát dưới đất kia chính là Lâm Nhất hắn rồi. Đây là... Lâm Nhất kinh hô lên một tiếng, trên mặt đất có vài miếng vật phẩm yêu thú mà chưa bị man nghiêu giẫm vỡ. Nhìn kỹ lại hóa ra chính là móng vuốt hổ cứng như kim vương của Mạc Viêm Hổ. Hóa ra đám người này trước đó đã giết chết một con Mạc Viêm Hổ rồi. Vừa hay tiết kiệm cho ta chút thời gian, nhặt móng hổ lên, Lâm Nhất trở về chỗ xác con man nghiêu hoàng kim đầu đàn. Trên người nó toàn thân đều là bảo vật, cho vào trong túi trữ vật cũng không ngại phiền phức. Đuổi hắn thảm như vậy, đương nhiên Lâm Nhất không khách sáo với cái xác này rồi, nghỉ ngơi một lát rồi liền ra ta xử lý. Chương 49, đi giao nộp nhiệm vụ. Thu thập huyết bách hợp, liệp sát đạo tặc cuồng diệm, liệp sát yêu thú Mạc Viêm Hổ. Đến nay đều đã hoàn thành 3 nhiệm vụ linh thạch, đến lúc trở về tông môn rồi. Tính nhầm thời gian thì cũng vẫn còn thoải mái tham gia kỳ thi sát hạch giữa năm của Thanh Vân Môn. Chuyến này thu hoạch được rất nhiều, tiến bộ rõ rệt. Lưu Phong kiếm pháp đại thành, nắm vững hai thức sát chiêu, mãnh hổ quyền cũng thành công tấn thăng lên đỉnh phong viên mãn. Tu vi ổn định võ đạo tầng 5, dưới sự trợ giúp của hai viên hóa huyết đan, chỉ còn cách võ đạo tầng 5 đỉnh phong không bao xa nữa. Điều quan trọng nhất là Lâm Nhất đã nâng cao kiến thức và cả việc đọ sức với người thật trong thực chiến. Hiện tại hắn rất mong đợi xem bản thân có thể đạt đến mức độ nào trong kỳ sát hạch giữa năm này. Khu bên ngoài cơ quan đường của Thanh Vân Môn, trên lôi đài nào đó, Trần Tiêu cầm kiếm giao thủ với con rối của cơ quan đường. Trên người hắn ta bộc phát ra khí thế đáng sợ của võ đạo tầng 6, một tay lôi cuồng kiếm pháp nhanh nhạy như chớp, ra tay như sấm. Kiếm vừa chém ra đạt đến ngàn quân, chỉ trong một hơi thở đã vung ra hơn 10 đạo kiếm quang. Mỗi kiếm đều có tiếng sấm nổ mạnh, két, két, két. Mũi kiếm chém vào thân thể con rối của cơ quan đường lại phát ra những tiếng nổ leng keng, lực đạo nặng nề đến đáng sợ. Vẻ mặt hắn ta âm trầm, kiếm quang bay múa trong không trung, sắc mặt dữ tợn và đáng sợ. Dường như con rối của cơ quan đường trước mặt không phải là con rối, mà là Lâm Nhất, người khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục suốt đời không quên. Hắn phát tiết toàn bộ nỗi căm hận và lửa giận lên con rối của cơ quan đường, những ai nhìn thấy bộ dạng này cũng đều không dám thở mạnh. Bên dưới lôi đài, một đám đệ tử ngoại môn không dám lên tiếng. Chỉ sợ chọc vào khiến Trần Tiêu không vui thì sẽ chút lửa giận đó lên mình. Tên kiếm nô đó đã về chưa? Trong lúc đang giao thủ với con rối, Trần Tiêu vừa nhẹ nhàng đón đỡ phản công của con rối vừa mở miệng hỏi. Trần Sư Huynh, tên tiểu tử đó vẫn chưa về, mấy hôm nữa là bắt đầu kỳ sát hạch giữa năm rồi, có khi đã chết ở bên ngoài rồi cũng nên. Ta nghe nói hắn liều mạng tiếp nhận 3 nhiệm vụ linh thạch lớn, một trong số đó là giết chết đạo tặc cuồng diệm. Đúng, 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 đạo tặc cuồng diệm vô cùng độc ác, đã có mấy đệ tử của tông môn khác đều chết trong tay gã ta rồi. Lâm Nhất chắc chắn cũng không ngoại lệ, đến lúc đó. Thậm chí còn không cần Trần Sư Huynh ra tay nữa. Một đám người khúm na khúm núm, cẩn thận đáp lời. Không được, hắn nhất định phải chết trong tay ta, ta phải băm thây hắn ra làm trăm mảnh. Trần Tiêu phẫn nộ gào lên, nháy mắt chém ra 9981 kiếm. Cả thân con rối của cơ quan đường bị hắn một kiếm chém bay, nặng nề rớt xuống lôi đài, vỡ thành 4-5 mảnh. Lôi cuồng kiếm pháp đại thành. Đệ tử ngoại môn bên dưới lôi đài, đều khiếp đảm sợ hãi. Trần Tiêu đã luyện lôi cuồng kiếm pháp đến đại thành rồi. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, đừng có kẻ nào nghĩ đến việc lười biếng, lần lượt canh gác, chỉ cần thấy hắn quay về thì phải lập tức báo cho ta biết. Trần Tiêu liếc nhìn một lượt đám đệ tử ngoại môn bên dưới lôi đài, trầm giọng quát nói.
Vâng vâng vâng. Đám người giận mà không dám nói gì, chỉ có thể gật đầu vâng lời. Trước đây đã không dám đối đầu với Trần Tiêu, bây giờ Trần Tiêu tấn thăng võ đạo tầng 6, lôi cuồng kiếm pháp đạt đến đại thành thì bọn họ lại càng không dám phản kháng. Trần Sư Huynh, tên Lâm Nhất đó quay về rồi, đã xuất hiện ở Trấn Thanh Vân rồi. Đúng lúc này, một người vội vàng chạy từ bên ngoài cơ quan đường vào báo với Trần Tiêu. Trần Tiêu sững sờ chốc lát rồi cười lớn nói, ha ha ha, trở về là tốt, trở về là tốt, trở về là tốt. Hắn càng nói về sau thì càng nhấn mạnh hơn, vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Cộp cộp cộp, nhảy xuống khỏi võ đài, Trần Tiêu chẳng thèm quay đầu lại, bước nhanh đi ra ngoài. Tiêu rồi, tên kiếm nô này chết chắc rồi. Đúng vậy, lúc trước tên kiếm nô đó chạy nhanh quá, Trần Sư Huynh bèn đốt căn nhà của hắn, ngọn lửa giận trong lòng này đã kìm nén đúng 2 tháng rồi. Thật đáng thương, ta thấy Trần Sư Huynh thật sự không có ý định quan tâm đến bất cứ đạo nghĩa đồng môn gì nữa rồi. Dù sao lần trước cũng do sơ ý mà thật sự đã thua quá thảm. Đi đi đi, chúng ta đi xem sao. Cả đám đệ tử ở khu bên ngoài cơ quan đường gần như đều bị kích động, ngay cả những đệ tử có quan hệ không thân thiết với Trần Tiêu cũng đi theo. Nhất thời, một đám đông kéo theo đi sau Trần Tiêu, trùng trùng điệp điệp, uy phong vô cùng. Dưới chân núi Thanh Vân Môn, Lâm Nhất đứng lặng hồi lâu. Cuối cùng cũng trở về rồi. Cách kỳ sát hạch giữa năm chỉ còn 2 ngày nữa, nhiệm vụ chuyến này hoàn thành viên mãn. Những kinh nghiệm trong đó vừa có sự vui mừng vì kiếm pháp đạt đến đại thành, vừa có sự buồn bực vì mua bán với gian thương, cũng có cả những lúc rơi vào tình cảnh sống chết tuyệt vọng vì bị Hoàng Kim Man Nghiêu truy sát. Chương 50, ta căm hận. Nghĩ đến phần thưởng của 3 nhiệm vụ linh thạch, Lâm Nhất cũng có chút mong chờ, bước chân không khỏi nhanh hơn rất nhiều. Nhờ vào việc tu luyện đại nhãn quyết, sau thời gian nửa khắc, Lâm Nhất đã đến quảng trường trước tông vụ đường rồi. Đúng lúc hắn chuẩn bị bước lên bậc thềm thì một đoàn người phía trước hùng hổ đi về phía hắn, người cầm đầu chính là Trần Tiêu. Nhìn thấy biểu cảm hóng hớt của đám người phía sau Trần Tiêu, Lâm Nhất lập tức hiểu ra, đối phương vì sao mà tới. Có điều, ngay đến cảnh giới sinh tử hắn cũng đã từng trải qua rồi thì trận đấu trước mắt không thể khiến hắn sợ hãi dù chỉ một chút. Lẽ nào có thể so sánh được với 4-500 con Hoàng Kim Man Nghiêu truy sát phía sau sao? Thế nào, muốn đi giao nộp nhiệm vụ à? Trần Tiêu nở một nụ cười nghiền ngẫm, sau khi nhìn thấy Lâm Nhất, trong lòng ngược lại không còn nôn nóng như trước nữa. Hắn ta đang âm thầm tính toán rốt cuộc nên sỉ nhục tên này thế nào thì mới hả giả. Nhưng ai biết được, Lâm Nhất không nói một lời trực tiếp lao về phía hắn ta. Trần Tiêu hơi sững người, một lát sau mới gào lên, tên kiếm nô kia, ta thấy người chán sống rồi đúng không? Mắt thấy Lâm Nhất sắp tiến đến gần, Trần Tiêu phẫn nộ ra tay. Nhưng, đã quá muộn rồi. Tay của hắn ta vừa mới chạm được vào chuôi kiếm thì một quyền mang đã đánh tới. Lúc Lâm Nhất chỉ còn cách hắn ta khoảng 1 người, thì đột nhiên tăng tốc, giành thế dẫn trước, mãnh hổ quyền ra tay. Mãnh hổ quyền đỉnh phong viên mãn đánh lên ngực Trần Tiêu, đánh bay hắn ra ngoài ngay tại hiện trường. Sau khi tiếp đất, Trần Tiêu đang định đứng lên thì lồng ngực đau nhức lại khiến hắn ta nằm vật xuống, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo đó máu tươi giống như không thể kiểm soát nổi, ào ào tuôn ra. Trần Tiêu nằm vật trên đất, một tay ôm ngực, một tay chỉ vào Lâm Nhất, nhưng lại nói không nên lời. Một quyền này không chỉ đơn giản đả thương xương sườn, mà đã vượt qua xương sườn, đả thương đến lục phủ ngũ tạng của hắn ta, cho hắn ta thêm 1 canh giờ nữa cũng đừng mơ có thể đứng lên được. Trên đường quay về tông môn, Lâm Nhất đã nuốt hết 2 viên hóa huyết đan còn lại, khí huyết của hắn lúc này cuộn trào như sông lớn, dồi dào như lửa cháy. Dưới sự trợ giúp của 4 viên hóa huyết đan, khí lực đã mạnh mẽ đến đáng sợ. Người khác đánh hắn 5 quyền cũng không bằng hắn đánh ra 1 quyền. Huống chi, 1 quyền mà hắn đánh ra là mãnh hổ quyền đã đạt đến đỉnh phong viên mãn. Trần Tiêu vẫn ỷ vào tu vi võ đạo tầng 6 của mình cùng với lôi cuồng kiếm pháp đại thành là có thể chiến thắng Lâm Nhất dễ dàng. Trong lòng đang tính toán xem sỉ nhục Lâm Nhất thế nào. Nhưng Lâm Nhất vừa thấy hắn ta đã bắt đầu âm thầm tích tụ sức lực, 1 quyền đỉnh phong không chút ngưng tay. Đám đệ tử nhốn nháo chen chúc đến xem náo nhiệt đều trợn tròn mắt. Bọn họ chỉ nhìn thấy trong lúc Trần Tiêu còn đang mở miệng giáo huấn Lâm Nhất thì đối phương đã điên cuồng xông tới. Trong lòng còn đang cười nhạo tên kiếm nô này đúng là đang tự tìm đến cái chết. Nào ngờ Trần Tiêu vốn vênh váo ta đây, thì uy dọa người đã bị đánh cho ngã xuống đất, ôm ngực nôn ra máu. 1 quyền, chỉ 1 quyền. Đã khiến Trần Tiêu trở thành trò cười trước mặt của hàng trăm đệ tử ngoại môn. Vô dụng.
Lâm Nhất khẽ nói một tiếng, đầu cũng chẳng thèm quay lại, tiếp tục đi về phía Tông Vũ Đường. Tên kiếm nô kia, ngươi, nói cái gì? Trần Tiêu nằm sóng xoài trên đất, dường như đã nghe thấy hai chữ cực kỳ chói tai, kiềm chế cơn đau nhức ở ngực, gào lên hỏi. Thấy ngũ quan của hắn méo mó, đau khổ không còn ra hình người mà vẫn muốn giãy giụa đứng lên. Bộ dạng đó thực sự quá đáng thương, khiến những đệ tử ngoại môn khá thân với hắn ta cũng không kiềm lòng được, xót thương nói, sư huynh, hắn nói huynh là vô dụng. Hì hì. Trần Tiêu vừa nghe thấy không nuốt được cục tức này lại tiếp tục phun ra một ngụm máu nữa. Gương mặt trắng bệch toát lên biểu cảm nghẹn khuất đến cực điểm, tên kiếm nô ti tiện nhất của Thanh Vân Môn lại dám mắng hắn ta là đồ vô dụng. Muốn phản bác chút gì đó nhưng bản thân đúng là đã bị một quyền của đối phương đánh cho sấp mặt. Vừa nghĩ đến điều này, khí huyết toàn thân Trần Tiêu dâng lên, mặt mũi đỏ gay đến mức biến dạng. Ta căm hận. Cũng đúng nỗi căm hận này trào lên thì tên đệ tử ngoại môn Trần Tiêu đó cũng tức đến nỗi rơi vào trạng thái hôn mê. Chương 51, bàn giao nhiệm vụ. Trần Tiêu quả thực rất hận, nhưng hắn ta cũng không rõ mình nên hận ai. Một thân võ đạo tầng 6, cộng thêm cuồng lôi kiếm pháp đã luyện đến đại thành, dù không địch lại Lâm Nhất thì nếu để tâm một chút, cũng chưa chắc hắn sẽ bại thảm hại như vậy. Với thực lực của hắn ta, ít nhất có thể đấu hơn 100 chiêu với Lâm Nhất, đáng tiếc. Chỉ bởi hắn ta khinh địch, nên Lâm Nhất đã không cho hắn ta cơ hội rút kiếm. Hận đến hận đi, cuối cùng hắn ta chỉ có thể hận chính mình, đúng là tự làm tự chịu mà. Mấy trăm đệ tử ngoại môn chạy đến xem náo nhiệt cũng đều cảm thấy đáng tiếc, còn tưởng sẽ được xem một trận đại chiến hoành tráng, nhưng nào ngờ lại kết thúc đơn giản như vậy. Nhìn dáng vẻ gấp gáp muốn đến Tông Vũ Đường của Lâm Nhất, chẳng lẽ hắn đã làm xong toàn bộ 3 nhiệm vụ linh thạch lớn? Không thể nào. Trong đó còn có nhiệm vụ giết chết tên đạo tặc cuồng diệm nữa đấy. Có thể hay không thể, cứ qua đó xem thử là biết. Đi thử đi. Thoáng cái, đám người đã đi sạch, chỉ còn lại Trần Tiêu cùng đám tay sai của hắn ta. Kẹt. Lâm Nhất đẩy cửa Tông Vũ Đường ra, sau đó bước vào. Tông Vũ Đường vẫn như ngày thường, toàn người là người, đông đúc và vô cùng sôi nổi. Khi thấy Lâm Nhất đi vào, toàn trường phút chốc trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều dừng việc đang làm, quay sang nhìn hắn. Trước đó, tin tức Lâm Nhất nhận 3 nhiệm vụ linh thạch đã gây ra tiếng vang rất lớn. Nhiệm vụ linh thạch có độ khó cực lớn, ngoài đệ tử nội môn ra, chỉ có các đệ tử ngoại môn nằm trong top 10 mới dám nhận. Nhưng đột nhiên, một tên đệ tử ngoại môn như Lâm Nhất, vốn trước đó còn là kiếm nô, lại nhận liên tục 3 nhiệm vụ linh thạch cỡ lớn. Việc này sao có thể không gây chấn động được chứ? Tên kiếm nô kia đã quay trở lại. Không biết hắn có hoàn thành nhiệm vụ không, nếu không làm xong nhiệm vụ linh thạch, thì sẽ bị phạt không nhẹ đâu. Âm thanh bàn tán xôn xao vang lên trong Tông Vũ Đường, những ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất đều có chút quái dị. Con người chính là như thế, thấy người khác vượt trội hơn mình thì trong lòng đều cảm thấy khó chịu, huống chi trước đó Lâm Nhất chỉ là một tên kiếm nô hèn mọn của Thanh Vân Môn. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, không có nhiều thay đổi, hắn ung dung tiến về phía trước. Từ từ, đừng có đẩy ta. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một đám người xông vào, trông vô cùng hỗn loạn. Chẳng mấy chốc, đã có mấy trăm người chen vào trong. Tông Vũ Đường vốn rộng rãi thoáng chốc trở nên chật hẹp. Có chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người như vậy? Các ngươi không biết à? Vừa nãy, ở bên ngoài, tên Lâm Nhất kia đã dùng một quyền đánh bại Trần Tiêu đấy. Thật không đấy? Đương nhiên là thật, có nhiều người trông thấy như vậy, còn giả được à? Trần Tiêu đúng là thảm. Hộc máu không ngừng, ngay cả đứng lên cũng đứng không nổi, bây giờ vẫn còn nằm ngoài đó kia kìa. Trong sảnh Tông Vũ Đường lập tức trở nên ồn ào, tiếng bàn tán không ngớt. Chấp sự Dương, đây là huyết bách hợp mà ta đã tìm được, ông xem thử đi. Lâm Nhất bước lên phía trước, lấy ra 10 gốc huyết bách hợp, đưa từng gốc cho đối phương. Sau khi kiểm tra cẩn thận, chấp sự Dương xác nhận, đúng là huyết bách hợp, 10 gốc này đều hoàn hảo, không bị tổn hao gì. Đây là phần thưởng của ngươi, 400 viên linh thạch hạ phẩm. Đồng thời ngươi còn được nhận thêm một phần thưởng là quyền được mua một viên hóa huyết đan. Lâm Nhất nhận lấy linh thạch, gật đầu cảm tạ. 400 viên linh thạch hạ phẩm cũng không đáng kể đến, nhưng phần thưởng thêm vào lại là một niềm vui bất ngờ. Huyết bách hợp là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế hóa huyết đan, cùng một lúc thu được 10 gốc huyết bách hơn, tông môn chắc chắn sẽ có thêm ưu đãi. Chỉ có đệ tử nội môn mới có quyền mua hóa huyết đan đấy. Nếu ta có thể có được một viên hóa huyết đan thì đã sớm đột phá võ đạo tầng 5 rồi, nhưng mà mãi vẫn không thể đổi được. 2. Nếu ta can đảm một chút,
nhận nhiệm vụ này thì tốt rồi. Ngươi đủ rồi đó, huyết bách hợp ở Bách Hoa Cốc rất khó tìm, còn có yêu thú thủ hộ. Dù ngươi có may mắn tìm được huyết bách hợp thì cũng chỉ có con đường chết. Nghe thấy phần thưởng nhiệm vụ của Lâm Nhất, mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy hâm mộ. Bởi vì hóa huyết đan rất có giá trị. Ngay sau đó, Lâm Nhất lại lấy ra móng vuốt của Mạc Viêm Hổ giao cho chấp sự Dương, thuận lợi lấy được phần thưởng là 600 miếng linh thạch hạ phẩm. Ba nhiệm vụ linh thạch lớn đã bàn giao hai cái. Những đệ tử có mặt tại tông vụ đường đều lầm bầm tự hỏi rốt cuộc Lâm Nhất có hoàn thành nhiệm vụ thứ ba hay không. Chỉ còn lại một nhiệm vụ, đó chính là giết chết tên hải tặc Cuồng Diệm. Hải tặc Cuồng Diệm đã làm rất nhiều việc ác trong nước Thiên Thủy, có vô số đệ tử tông môn từng có ý định giết hắn ta. Nhưng kết quả đều chết thảm trong tay hắn ta, hoặc để hắn trốn thoát mà không một chút hao tổn. Chương 52, phần thưởng bất ngờ. Người tới chính là ông lớn của tông vụ đường đường chủ Vương, tu vi đã đạt đến võ đạo tầng 9. Tham kiến đường chủ Vương. Không có nhiều lời, chúng đệ tử đồng loạt cúi chào. Đường chủ Vương mỉm cười, không cần đa lễ, ta tới đây là để tuyên bố một việc quan trọng. Là chuyện gì? Ngày thường đường chủ Vương rất ít khi xuất hiện, một khi ra mặt, chắc chắn có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Chẳng lẽ có liên quan đến Lâm Nhất? Ngay khi mọi người còn đang tò mò và cảm thấy khó hiểu, đường chủ Vương đã đi đến trước mặt Lâm Nhất, trầm giọng nói, Lâm Nhất, đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Môn ta đã giết chết tên hải tặc Cuồng Diệm tại thành Bạch Thủy, làm rạng danh tông môn. Việc này đã kinh động đến môn chủ, người đã lệnh cho ta đích thân đến ban thưởng cho Lâm Nhất. Soạt! Toàn bộ đại sảnh tông vụ đường thoáng trở nên trang nghiêm, thật không ngờ Lâm Nhất đã thật sự hoàn thành ba nhiệm vụ linh thạch lớn. Trong đó, nhiệm vụ giết chết hải tặc Cuồng Diệm còn làm kinh động đến môn chủ. Bất quá, nếu cẩn thận suy ngẫm nguyên do trong đó thì quả thực việc này cũng không có gì là kỳ lạ. Hải tặc hoành hành ngang ngược trong nước Thiên Thủy, làm nhiều việc ác, tiếng xấu khắp nơi. Với tư cách là các thế lực đứng đầu nước Thiên Thủy, đương nhiên, tứ đại tông môn sẽ phát lệnh truy nã chúng. Nếu ai có thể thành công giết chết hải tặc, chắc chắn sẽ khiến tông môn được nở mày nở mặt. Nhất là tên Cuồng Diệm kia, gã ta đã giết không ít đệ tử của tam đại tông môn khác, vậy mà cuối cùng lại chết trong tay đệ tử Thanh Vân Môn. Thân là môn chủ Thanh Vân Môn, chắc chắn sẽ càng thêm hãnh diện trước mặt ba vị môn chủ còn lại. Thế nên sau khi biết chuyện, môn chủ vô cùng vui vẻ, ắt hẳn sẽ quan tâm động viên nhiều hơn đến đệ tử của tông môn. Có thể ra sức vì tông môn, không thể chối từ. Lâm Nhất cũng không khỏi bất ngờ, hắn không nghĩ giết chết Cuồng Diệm sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn như vậy. Đường chủ Vương cười khẽ, nói, không kiêu ngạo, không nóng này, rất tốt. Đây là 500 miếng linh thạch phần thưởng nhiệm vụ, ngoài ra, tông môn ban cho ngươi thêm một phần thưởng. Đó chính là cho phép ngươi lên tầng cao nhất của võ kỹ các, lựa chọn một quyển bí tịch tiên thiên bản viết tay còn khuyết thiếu. Nghe được những lời này, ngay cả chấp sự Dương của tông vụ đường cũng sáng mắt lên, ánh mắt ông ta như rực lửa. Bí tịch tiên thiên. Tuy chỉ là bản khuyết thiếu nhưng giá trị cũng khó mà tính toán được, nếu lĩnh ngộ được một chiêu nửa thức trong đó thì cũng có thể xem là vô địch trong cùng cảnh giới rồi. Tầng 1 võ kỹ các có vô số công pháp võ kỹ, muôn màu muôn vẻ, phần lớn đều được lĩnh hội từ bí tịch tiên thiên bản khuyết thiếu đấy. Nếu có được bản khuyết thiếu viết tay, dù không cách nào luyện thành thì cũng rất có ích đối với con đường võ đạo. Nói tóm lại, phần thưởng cuối cùng này đã nằm ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Thường thì chỉ có những người nổi bật trong hàng ngũ đệ tử nội môn mới có được đãi ngộ như vậy. Đi theo ta. Đường chủ Vương nói một tiếng, sau đó dẫn Lâm Nhất đi đến tầng cao nhất của võ kỹ các. Trước rất nhiều ánh mắt hâm mộ của chúng đệ tử ngoại môn, bóng lưng hắn dần biến. Bí tịch tiên thiên chính là loại bí tịch chỉ có võ giả tiên thiên mới có thể tu luyện được. Trong tông môn chỉ có hai quyển bí tịch tiên thiên nguyên vẹn, uy lực vô cùng đáng sợ, chính là căn cơ lập phái. Hiện tại hai quyển bí tịch kia đều nằm trong tay môn chủ, còn bản viết tay khuyết thiếu thì đều ở đây. Sau khi dẫn Lâm Nhất lên tầng cao nhất, đường chủ Vương giới thiệu cho hắn một lượt, rồi thận trọng nói. Công pháp tiên thiên khuyết thiếu thường sẽ bị lẫn lộn đầu đuôi, xuyên tạc ý nghĩa, nếu cố chấp tu luyện có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Ban thưởng bản viết tay khuyết thiếu cho ngươi chủ yếu là để ngươi mở rộng tầm mắt, xem có thể lĩnh ngộ được gì từ đó để cải thiện võ kỹ của mình hay không. Đệ tử đã hiểu. Ta sẽ không tu luyện lung tung. Hiểu rõ là tốt, nếu không bản khuyết thiếu chính là thứ hại người. Lâm Nhất ngầm hiểu rõ, xem ra phần thưởng này cũng không có giá trị cao như trong tưởng tượng. Tuy nhiên, hắn vẫn rất chờ mong, nhanh chóng tìm đọc phần tóm tắt của những bản chép tay kia. Càng xem,
Sắc mặt Lâm Nhất càng trở nên nghiêm túc, xem như hắn được mở rộng tầm mắt, bước vào một thế giới võ học mới lạ. Một cánh cửa mới đã từ từ mở ra với hắn. Thông qua một vài câu ngắn gọn trên bản chép tay, hắn hiểu được võ giả tiên thiên mạnh đến mức nào, bọn họ có thể vung ra một đạo kiếm khí trong nháy mắt, giết địch ở cách xa ngàn mét. Có thể bay vọt lên không, cách mặt đất hơn trăm trượng, một quyền có thể chấn vỡ tường thành, một trường có thể làm Trường Giang dậy sóng. Khi thấy một bản chép tay có tên Long Hổ Quyền, sắc mặt Lâm Nhất thoáng thay đổi, bất giác cảm thấy có chút quen thuộc. Đây là... Đường chủ Vương lên tiếng giải thích, đây là võ kỹ tiên thiên Long Hổ Quyền tàn quyền, mãnh hổ quyền, quyền pháp cơ sở mà ngươi tu luyện được phát triển từ tàn quyền này. Ta chọn nó. Lâm Nhất không chút do dự đưa ra lựa chọn. Mãnh hổ quyền của hắn đã đạt đến viên mãn đỉnh phong, Long Hổ Quyền này vừa khéo hợp ý hắn. Chương 53, luyện hóa yêu đan. Nhớ lấy, chớ có tu luyện mù quáng. Đường chủ Vương đưa tàn quyền chép tay cho Lâm Nhất, cẩn thận dặn dò, trước kia cũng có đệ tử nội môn không nghe khuyên bảo, mù quáng tu luyện bí tịch tiên thiên tàn quyền. Kết cục của hắn rất thê thảm, xem cho thật kỹ, mở rộng tầm mắt, nâng cao cảm ngộ võ đạo là đủ. Đa tạ đường chủ Vương đã dạy bảo. Sau khi nhận lấy, Lâm Nhất trầm giọng đáp, xem ra bí tịch tiên thiên tàn quyền này là con dao hai lưỡi. Nếu dùng không cẩn thận ắt sẽ khiến bản thân bị thương. Còn nếu dùng đúng cách, sẽ có thể cảm ngộ ra một bộ công pháp cơ sở từ đó, mang đến lợi ích to lớn cho toàn bộ tông môn. Đường chủ Vương cười nói, đi xuống đi, hai ngày sau là kỳ thi sát hạch giữa năm, ta chờ mong sự thể hiện của ngươi. Cáo từ. Sau khi rời khỏi võ ký các, Lâm Nhất lại lần nữa đi đến trước mặt chấp sự Dương, đưa ra yêu cầu mua hóa huyết đan. Không thành vấn đề, đây là quyền của ngươi. Tuy nhiên chỉ duy nhất lần này thôi. Theo như giá tông môn đưa ra, ngươi phải trả 500 miếng linh thạch hạ phẩm. Chấp sự Dương lấy hóa huyết đan ra đưa cho Lâm Nhất, nhẹ giọng nói. Cho đến hiện tại, Lâm Nhất đã thật sự khiến ông ta phải nhìn bằng ánh mắt khác. Thậm chí ông ta có chút hoài nghi, nếu bây giờ hai người giao thủ thì, bản thân liệu có thể thắng được Lâm Nhất hay không? Mà tất cả những điều này chỉ phát sinh trong 2-3 tháng ngắn ngủi mà thôi. May mà Lâm Nhất dường như cũng không phải là kẻ thù dai. Hắn không ghi hận ông ta vì lúc trước đã gây khó dễ, không cho hắn trở thành đệ tử ngoại môn, nếu không, hậu quả thật khó lường. 500 miếng linh thạch hạ phẩm vừa mới đến tay. Tim Lâm Nhất rỉ máu, hắn đã mua 3 viên ở chỗ đồng hồ với giá đúng gấp đôi. Tuy nhiên, số lượng tông môn cung ứng có hạn, bỏ ra số tiền lớn để mua, sau đó đầu cơ kiếm lợi, cũng xứng đáng để thử một lần đấy chứ. Trong đại sảnh tông vụ đường có rất nhiều đệ tử ngoại môn, trước vô số ánh mắt hâm mộ, Lâm Nhất bình tĩnh rời đi. 2 ngày sau là kỳ thi sát hạch giữa năm, tên kiếm nô này nhất định sẽ một bước lên mây. Trong tông vụ đường, đột nhiên có một người lên tiếng khẳng định. Một mặt khác, khi Lâm Nhất về đến nhà gỗ của mình thì, hắn chết lặng. Căn nhà gỗ do nguyên chủ để lại giờ chỉ còn là một đống tro tàn, không còn sót lại chút gì. Một mồi lửa lúc trước của Trần Tiêu đã đốt trụi căn nhà. Không chừa lại dù chỉ một cái cặn gỗ. Ban đầu, Lâm Nhất còn tưởng bản thân đã đi nhầm, hắn dạo quanh một vòng rồi mới dám xác nhận. Lâm Sư Huynh, lúc trước, sau khi ngươi đi, đám người của Trần Tiêu đã thiêu trụi căn nhà này của ngươi rồi. Có một đệ tử đi ngang qua, thấy Lâm Nhất ngơ ngác nhìn đống tro tàn, bèn có lòng tốt nói cho hắn biết nguyên nhân. Xem ra một quyền của hắn còn hơi nhẹ. Sư Huynh, thật ra ngươi có thể xin tông môn một cái sân nhỏ, không tốn bao nhiêu tiền đâu. Thấy Lâm Nhất vẫn đứng sững ra đấy, không nói lời nào, đệ tử kia liền lên tiếng nhắc nhở. Lúc này, Lâm Nhất quay đầu lại, cười nói, cảm ơn, để ta tự nghĩ cách. Vậy sư huynh làm việc đi, ta có việc đi trước. Người nọ thấy Lâm Nhất cố chấp không nghe theo, thì lắc đầu rời khỏi. Sau khi tự nguyên trở thành kiếm nô, nguyên chủ liền bị đuổi khỏi khu nhà của tạp dịch, đi đến khu đất hoang vắng này, tự xây dựng một căn nhà gỗ. Nhà gỗ đơn sơ, gió thổi liền rung. Mưa rơi liền rột. Nhưng nguyên chủ đã ở đây 2 năm, không oán trách không hối hận. Hắn muốn ở lại Thanh Vân Môn, muốn bảo dưỡng kiếm cho người đó, hắn không muốn đi, bởi vì có đôi khi chỉ một cái xoay người, có thể là cả đời. Hắn đứng trong đám người ở cách xa vạn dặm, ngước nhìn Tô Hàm Nguyệt sáng chói như một ngôi sao trên bầu trời, cao không thể với tới, được người người ngưỡng mộ, có lẽ hắn cũng từng có suy nghĩ đuổi theo bước chân của nàng. Hôm nay nhà gỗ đã không còn. Vết tích cuối cùng của nguyên chủ lưu lại trên thế gian này cũng đã biến mất. Lâm Nhất trầm mặc, không nói một lời, hắn lần mò trong đống tro tàn, không ngừng tìm kiếm thứ gì đó.
mảnh gỗ vụn còn sót lại trộn lẫn với bùn đất chui vào móng tay hắn, chỉ chốc lát, hai cánh tay đã đầy vết thương, móng tay trăng đầy tơ máu. Mất hết rồi, không còn gì cả. Dù hắn có cố sức thế nào đi nữa thì cũng không tìm được bất kỳ vật gì. Mãi một lúc lâu sau, cuối cùng, Lâm Nhất cũng tìm thấy một trang giấy không trọn vẹn trong đống tro tàn. Phía trên có ghi chép lại đủ loại đan dược mà Tô Hàm Nguyệt đã ban thưởng cho nguyên chủ, trang giấy này là do chính hắn viết. Bù! Một cơn gió thổi qua, thổi bay trang giấy trong tay Lâm Nhất, không biết sẽ cuốn nó đi nơi nào. Nhìn trang giấy tung bay trong gió, Lâm Nhất trầm tư, từ xưa đến nay, một chữ tình vốn rất khó lý giải. Tình cảm của nguyên chủ dành cho Tô Hàm Nguyệt không cần phải bàn cãi, dù biết rằng không có kết quả, biết nàng sẽ không liếc nhìn hắn dù là một cái. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng là đã mãn nguyện, nói là si, nhưng thực chất là ngốc. Tô Hàm Nguyệt có sai không? Đương nhiên là không, nàng không cần phải đáp lại một tên ngốc ngay cả việc thổ lộ cũng không dám. Vậy ai sai, nguyên chủ ư? Cũng không. Dù là một tên kiếm nô hèn mọn nhất cũng biết ngước nhìn lên bầu trời bao la, mộng tưởng có được quyền lực, huống chi chỉ là thầm mến một người. Ngươi không sai. Dõi theo trang giấy đã bị gió cuốn mất tăm, Lâm Nhất thì thầm. Một lát sau, hắn đi thu gom gỗ, một lần nữa dựng nhà. Còn hai ngày nữa là đến kỳ thi sát hạch giữa năm, Lâm Nhất không tìm hiểu võ kỹ tiên thiên long hổ quyền tàn quyển, bởi vì nó quá mức phức tạp, hiện tại hắn không đủ thời gian. Nếu không cẩn thận sợ là sẽ bị vây trong đó, trái lại còn làm giảm thực lực. Sau khi nuốt viên hóa huyết đan vừa đổi được, Lâm Nhất lấy ra viên nội đan yêu thú mà mình vẫn luôn cẩn thận mang theo bên người. Khí tức của yêu thú còn lưu lại trên nội đan khiến cho lòng người không khỏi rúng động, đó là sát khí chỉ yêu thú mới có được. Bởi vì đã giết chết rất nhiều yêu thú, cho nên bây giờ Lâm Nhất đã phần nào hiểu rõ giá trị của nội đan. 90% yêu thú không có nội đan, những yêu thú có thể sản sinh ra nội đan có thể nói là trong vạn con không có lấy một con. Giá trị của nội đan không thể tính bằng linh thạch được. Hắn muốn mượn viên yêu đan này để phá tan bình cảnh của võ đạo tầng 5. Thăng cấp lên võ đạo tầng 6 trước khi kỳ thi sát hạch diễn ra. Mặc dù đã uống 5 viên hóa huyết đan, trong vòng 1 tháng hẳn có thể đột phá bình cảnh tầng 5, thế nhưng độ khó vẫn rất lớn, chỉ có duy nhất một cách là dựa vào yêu đan của hoa ban hổ này mà thôi. Lâm Nhất không chút do dự há miệng nuốt viên yêu đan mà vô số người hằng ao ước vào bụng. Yêu đan vừa vào miệng lập tức tan ra, hóa thành linh khí thiên địa cuồn cuộn mà ngang ngược, nổ ầm ầm trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, trong thân thể Lâm Nhất có những sợi khí tức mờ nhạt màu đỏ tươi bay ra. Đó là sát khí của hoa ban hổ, một khi luyện hóa yêu đan, những sát khí này sẽ dung hợp cùng khí tức của hắn. Trong cơ thể, thuần dương công tầng 3 điên cuồng vận chuyển hòng chế phục sức mạnh dồi dào mà ngang ngược của yêu đan, thế nhưng, sự mạnh mẽ của nó vẫn vượt ngoài dự kiến của Lâm Nhất. Tựa như một thớt ngựa hoang không chịu sự quản giáo, đang chạy loạn xạ trong cơ thể hắn. Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi liên tục. Lúc xanh lúc trắng, thậm chí có lúc biến thành màu đen trông rất đáng sợ. Tình hình có hơi bất ổn. Chương 54, ung dung đến muộn, phạt nhường 3 chiêu. Một khi nóng vội, có khả năng cơ thể hắn sẽ bị nổ tung. Phải kiên nhẫn tiêu hao từng chút một, từ từ mài mòn sức mạnh táo bạo của viên yêu đan này, sau đó bắt đầu chế phục nó. Cũng như mãnh hổ trong lòng khẽ người Tường Vi. Dù ở tận đáy lòng có sóng lớn đang cuộn trào, dù sức mạnh có khổng lồ đến thế nào, thì cũng có một trái tim dịu dàng yên lặng người hương hoa Tường Vi. Lần này, có vẻ như đã tiêu tốn khá nhiều thời gian. Bất giác, hai ngày cứ thế trôi qua. Kỳ thi sát hạch giữa năm, một trong những sự kiện quan trọng của Thanh Vân Môn đã bắt đầu. Tại diễn võ trường trong tông môn, người vây chật như nêm cối, 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Ở đây được bố trí không ít lôi đài, các đệ tử ngoại môn đã bắt đầu giao chiến với đối thủ của mình dựa theo số thứ tự bốc thăm từ trước. Toàn bộ Thanh Vân Môn có khoảng 2.000 đến 3.000 đệ tử ngoại môn, hôm nay tất cả đều có mặt khiến bầu không khí ở diễn võ trường vô cùng sôi nổi. Mọi người tràn trề sinh lực, dốc sức đối chiến. Có thể tiến thêm một bước trong bảng xếp hạng hay không? Có thể trở thành đệ tử nội môn hay không? Tất cả đều được quyết định trong sự kiện lần này. Ở một góc hẻo lánh tại diễn võ trường, xung quanh một lôi đài không bắt mắt lại có rất nhiều người tụ tập. Có đệ tử ngoại môn đã kết thúc phần thi đấu của mình. Cũng có những người chưa đến lượt, liếc mắt nhìn sơ qua, không dưới vài trăm người. Trên lôi đài, ngoại trừ trọng tài còn có một người đã đến từ sớm. Là Lương Văn Bác, một đệ tử ngoại môn đã có thâm niên. Tu vi của hắn ta đã sớm đạt đến võ đạo tầng 6. Ngày thường, người này rất ít xuất hiện,
thực lực cũng không phải hạng xoàng, trong hàng ngũ đệ tử ngoại môn không có ai dám xem thường hắn ta. Nhưng nếu chỉ có vậy thì chưa đến mức khiến nhiều người tụ tập ở đây. Nghe nói đối thủ của Lương Văn Bác là Lâm Nhất. Tôi cũng có nghe, Lương Văn Bác rút thăm chúng Lâm Nhất, thế nhưng sao giờ này hắn còn chưa đến nhỉ? Không biết cái tên Lâm Nhất kia giở trò quỷ gì, sự kiện lớn như vậy mà cũng đến muộn, chẳng lẽ muốn bỏ quyền thi đấu ư? Thấy Lâm Vân mãi vẫn chưa đến, những đệ tử bên dưới không khỏi bàn tán xôn xao. Lương Văn Bác đứng trên lôi đài lộ vẻ không vui, cau mày nói với trọng tài, ta còn phải đợi bao lâu? Trọng tài cân nhắc đáp, đợi khoảng nửa nén nhang, nếu như Lâm Nhất vẫn chưa đến, xem như hắn bỏ quyền, ngươi trực tiếp đi thẳng vào vòng trong. Kiếm nô mãi vẫn là kiếm nô. Lương Văn Bác khó chịu, lạnh lùng mắng một câu. Tất cả mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía bát nhang đặt ngoài sân, thời gian trôi đi rất nhanh, mắt thấy nhang đã sắp cháy hết nhưng Lâm Nhất vẫn chưa xuất hiện. Xem ra trận chiến này có thể tính là ta thắng rồi. Lương Văn Bác cười khẩy, hờ hững nói. Nhưng đúng lúc này, đám người đứng phía sau chợt hét ầm lên. Đến rồi. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn. Trong tầm mắt là một thanh niên mặc trường bào phối hai màu xanh trắng, diện mạo tuấn tú, ánh mắt bình thản đang từ từ đi xuyên qua đám đông. Người này chính là Lâm Nhất đã đến muộn. Sau khi đến gần lôi đài, hắn lấy đà nhảy lên. Rồi chắp tay nói xin lỗi với Lương Văn Bác và trọng tài, ngại quá, ta đã đến muộn. Sắc mặt Lương Văn Bác rất khó coi, sớm không đến, trễ không đến, ngay khi nhang sắp tàn lại đến. Trọng tài trầm giọng nói, dựa theo quy củ, người đến muộn nửa nén nhang vẫn có thể lên đài, nhưng phải nhường đối thủ ba chiêu. Được. Lâm Nhất gật đầu đồng ý, không chút dị nghị. Lương Văn Bác nở nụ cười, hóa ra còn có quy định như vậy, cũng không tệ. Lâm Nhất. Ta nghe nói ngay cả tên Trần Tiêu ngu ngốc kia cũng thua trong tay ngươi. Nhưng ta không giống hắn ta, hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi hiện nguyên hình. Giọng điệu của hắn ta vô cùng ngang ngược, vừa dứt lời đã khiến bầu không khí tại hiện trường sặc mùi thuốc súng. Thế nhưng Lương Văn Bác quả thực có tư cách nói những lời này. Hắn ta là đệ tử ngoại môn đã có thâm niên, tu vi gần tiến đến võ đạo tầng 6 đỉnh phong, lại thêm một tay lạc diệp phi hoa kiếm xuất thần nhập hóa. Kỳ quái! Sao Lâm Nhất lại không mang kiếm? Nghe đồn Lưu Phong kiếm pháp trăm năm không ai luyện thành, nhưng hắn đã luyện đến tiểu thành, chẳng lẽ lời đồn là giả sao? Không phải chứ, ta đến đây vốn để xem Lưu Phong kiếm pháp mà. Cũng có thể lắm, Lưu Phong kiếm chương 55, bại trong ba quyển. Lâm Nhất không thể trở tay lùi về sau một bước, khó khăn lắm mới tránh được một kiếm này. Kiếm cách đầu mũi hắn còn chưa đến một tấc, cực kỳ nguy hiểm. Khí thế võ đạo tầng 6 của Lương Văn Bác mạnh mẽ phát ra, cố khí thế này dường như còn gần đạt tới võ đạo tầng 7. Kiếm thế thuận theo sự tăng trưởng của khí thế mà đạt đến đỉnh phong. Trường kiếm trong tay từ dưới lên trên như cuồng phong đâm lên theo một góc độ vô cùng xảo quyệt. Suy suy. Lâm Nhất chỉ có thể né tránh có vẻ cực kỳ bị động, trước ngực áo bị chém rách một vết dài. Tình huống vạn phần hung hiểm. Không ổn, tên Lương Văn Bác này thật sự mạnh đến đáng sợ. Lại chiếm ưu thế trước ba chiêu, Lâm Nhất gặp nguy rồi. Tu vi này của hắn ta đã cực kỳ gần với võ đạo tầng 7, chẳng trách trước đó hắn ta lại nói năng ngông cuồng như vậy. Phi hoa kiếm pháp trong tay hắn ta không ngờ lại hung ác đến thế. Chỉ trong hai chiêu mà tình thế trận đấu đã vô cùng bất lợi cho Lâm Nhất. Lạc diệp phi hoa, bại cho ta. Lương Văn Bác hô lớn một tiếng rồi thi triển ra thức kiếm chiêu thứ ba. Một kiếm chém ra, cuồng phong đột nhiên bốc lên. Y phục bay phấp phới, tóc dài hướng về phía ánh mặt trời, bụi bặm trên lôi đài bị trận cuồng phong này thổi tung lên. Chớp mắt có thể thấy, trên lôi đài thật sự có chút ý cảnh của lạc diệp phi hoa. Hai, chiêu kiếm này nhận được rất nhiều tiếng hò reo khen hay. Không thể không nói, kiếm này của Lương Văn Bác quả thật cũng khá kinh diễm. Nhưng trong lúc mọi người đều đang cho rằng chiêu kiếm này của Lương Văn Bác ắt trúng, thì Lâm Nhất như con chim nhạn, lùi về sau bay thẳng lên trời đúng độ cao 2 trượng. Lúc hạ xuống vừa hay dẫm lên mép lôi đài. Hắn dùng thân pháp đại nhãn quyết, một mạch tiêu hao cực nhiều nội kình, miễn cưỡng thoát khỏi kiếm thế của đối phương. Đáng hận. Sát chiêu thất bại, Lương Văn Bác giận dữ không thôi, khí thế trên người kéo lên đến đỉnh điểm, nội kình điên cuồng tiêu hao, kiếm quang nhảy múa, biến hóa ra cuồng phong vô cùng cuồng bạo, muốn bước Lâm Nhất trực tiếp rớt khỏi lôi đài. Đã qua 3 chiêu. Lâm Nhất khẽ nói một câu rồi nhìn Lương Văn Bác bùng nổ lao tới. Còn cả kiếm thế cuồng bạo hơn nữa của hắn ta. Không chút do dự liền đánh ra một quyền. Ầm, ầm, ầm. Cùng lúc đánh ra một quyền,
Lâm Nhất bạo cốt hàng trăm tiếng, âm thanh như sấm rền. Mỗi tiếng bạo cốt đều khiến người nghe chấn động màng nhĩ, mỗi âm thanh bạo cốt đều khiến khí thế trên người Lương Văn Bác yếu đi một phần. Điều đáng sợ hơn là trên người Lâm Nhất lại cũng đồng thời bạo phát khí thế võ đạo tầng 6, trong khí thế này còn có một cỗ sát khí mà võ giả bình thường không có. Xoạt! Kiếm thế cuồng bạo của Lương Văn Bác ầm ầm vỡ vụn trước một quyền bá đạo hơn của Lâm Nhất. Không thể chống cự, nghiền nát dễ dàng như bẻ cành khô. Thình thịch! Một quyền đánh tan kiếm thế phía trước, Lâm Nhất vẫn không dừng lại, tiếp tục đánh ra thêm một quyền nữa. Căn bản không cho Lương Văn Bác thời gian phản ứng, đánh thẳng lên ngực, đánh bay hắn ta ra 10 mét. Có tiếng lanh lảnh vang lên, đó là tiếng xương ngực đứt gãy. Ầm! Vừa hạ xuống đất, còn chưa kịp thu kiếm, Lâm Nhất lại đánh ra quyền thứ ba ẩn trên người. Hắn giống như bậc đế vương của muông thú, hóa thành mãnh hổ trở về. Quyền thứ nhất, bách thú triều bái. Không! Ánh mắt Lương Văn Bác toát lên vẻ khiếp sợ, không kịp kêu lên, cả người giống như một cái sạp sách bị đánh bay ra khỏi lôi đài một cách thê thảm. Nhìn Lương Văn Bác sắc mặt đau đớn rơi xuống đất, Lâm Nhất chắp tay nói một tiếng đa tạ. Ba quyền. Một quyền đánh vỡ kiếm thế của Lương Văn Bác, một quyền đánh gãy xương ngực của hắn ta, quyền thứ ba quét hắn ta rớt khỏi lôi đài. Khí thế như sấm sét, hăng hái lưu loát của Lâm Nhất đã biến những lời nói ngông cuồng của Lương Văn Bác trở thành trò cười. Chương 56, bay vút lên trời. Lâm Nhất đến rất trễ nhưng trận đấu này lại kết thúc quá nhanh. Ba đấm, chỉ có ba đấm thôi thì đã đánh bại Lương Văn Bác một cách gọn gàng rồi. Các đệ tử đứng xem ở phía dưới đều tỏ vẻ kinh ngạc. Không ngờ Lâm Nhất lại đánh bại được Lương Văn Bác thực lực lớn mạnh chỉ trong vòng ba chiêu mà không cần rút kiếm. Rốt cuộc thực lực của hắn mạnh đến chừng nào. Ánh mắt của trọng tài ở trên đài thi đấu cũng thoáng vẻ kinh ngạc, ông ta nhìn sang Lâm Nhất và nói, Lâm Nhất sao? Sao ta lại không có chút ấn tượng gì với ngươi cả? Ý của trọng tài rõ ràng là muốn nói, với thực lực đó của Lâm Nhất thì hắn phải sớm nổi danh trong đám đệ tử ngoại môn rồi mới đúng. Nhưng trong ấn tượng của mình, ông ta thật sự không nhớ có người như thế này trong số các đệ tử ngoại môn. Ta mới trở thành đệ tử ngoại môn từ 2 tháng trước. Trước đây ta là kiếm nô, luôn ở trong tẩy kiếm các. Lâm Nhất nói theo sự thật, không hề e dè về xuất thân của mình. Lúc này, trọng tài càng cảm thấy ngạc nhiên hơn, ông ta quan sát Lâm Nhất mấy lượt rồi mỉm cười và nói, thảo nào, cố gắng lên nhé. Trong nhóm thứ 6 này, ngươi rất có khả năng vào được vòng sau. Trận thi đấu này, Lâm Nhất giành chiến thắng, được thêm 1 điểm. Đa tạ. Sau khi trọng tài tuyên bố Lâm Nhất giành chiến thắng, hắn ung dung nhảy xuống đài thi đấu và khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong quá trình luyện hóa yêu đan đã xảy ra sự cố. Hắn phải mất hết 2 ngày mới luyện hóa và hấp thụ xong để thành công thăng cấp lên võ đạo tầng 6. Đồng thời việc dung hợp sát khí của hoa ban hổ cũng khiến khí thế của hắn càng thêm sắc bén và áp lực mà người thường khó có được. Sau khi hắn vất vả chạy đến, hiểu rõ được quy tắc thì cũng khó khăn lắm mới tìm thấy được sàn đấu của mình. Suýt chút đã từ bỏ quyền thi đấu vòng này. Quy tắc sát hạch giữa năm rất đơn giản, nó được chia thành 2 vòng là vòng thi đấu theo nhóm nhỏ và vòng loại. Hơn 2.000 đệ tử ngoại môn được phân vào 10 nhóm nhỏ, mỗi nhóm có khoảng 200 người, 8 người giỏi nhất mỗi tổ sẽ được vào vòng tiếp theo. Chỉ có 80 người giỏi nhất mới có tư cách giành vé cho 10 vị trí đệ tử nội môn. Lâm Nhất quan sát một lượt, phát hiện ra thực lực của mỗi nhóm đều khá ngang nhau. Những đệ tử ngoại môn xuất sắc đều được phân bố đều vào các nhóm. Không có trường hợp tất cả đều dồn hết vào một nhóm. Thiết nghĩ, chắc đó là ý của trưởng lão của tông môn. Họ cố gắng không để những cao thủ đó đụng nhau quá nhanh và bị loại quá sớm. Lâm Nhất nhân lúc trận đấu tiếp theo vẫn chưa bắt đầu thì nhanh chóng quan sát một vài đối thủ có thực lực mạnh trong nhóm. Trong nhóm thứ 6, nếu nhắc đến người có thực lực mạnh nhất thì không có ai khác ngoài Trương Hàn. Trương Hàn là người có khả năng vươn lên top 10 của đệ tử ngoại môn, không thua kém Chu Vân bao nhiêu, hắn ta có tu vi đỉnh phong võ đạo tầng 6. Ngoài những chuyện đó ra thì Lâm Nhất không biết thêm gì nữa. Nhưng cũng không cần quá để tâm, hắn chỉ cần tích điểm để vào được top 8 là đã có thể vào vòng trong rồi. Nếu như hắn may mắn thì lúc bốc thăm thì sẽ không gặp chúng Trương Hàn. Nhóm thứ 7, Lâm Nhất đấu với Hồ Phong. Lâm Nhất nghe trọng tài gọi tên mình thì vội chạy về phía đài thi đấu, hắn không muốn lại phải nhường đối thủ 3 chiêu đâu. Lâm Nhất thi triển đại nhãn quyết, nhún nhẹ người một cái là đã đứng vững trên đài thi đấu rồi. Thực lực của Hồ Phong chỉ là võ đạo cấp 5. So với Lương Văn Bác lúc nãy thì yếu hơn nhiều. Lúc hắn ta nhìn thấy Lâm Nhất ra sân thì ánh mắt liền thoáng qua vẻ kiêng dè. Bây giờ, ở ngoại môn,
Có thể nói Lâm Nhất đã rất nổi tiếng, hiếm có đệ tử ngoại môn nào không biết hắn. Từ một kiếm nô thấp hèn đến chuyện đánh bại Trần Tiêu chỉ trong một đấm, những chuyện đó có thể nói là kỳ tích. Lúc trọng tài tuyên bố bắt đầu, Hồ Phong nghiến chặt răng, dồn hết nội lực toàn thân lại và xông qua. Hắn ta coi bàn tay như đao, dồn nội lực vào bàn tay, không ngờ lại có một tia sáng sắc lạnh lướt qua. Rõ ràng đối phương đã rất thông thạo loại trường pháp này, trông có vẻ rất ra dáng. Mãnh hổ quyền. Lâm Nhất đứng vững, khuỵ gối và búng người lên, dồn hết khí thế lại rồi lập tức xuất quyền. Hai người họ đánh nhau trên không trung. Hồ Phong hừ một tiếng khó chịu rồi bị Lâm Nhất đánh rơi khỏi đài thi đấu ngay từ trên không. Lâm Nhất thắng. Trọng tài hơi ngây ra rồi tuyên bố kết quả. Lại là mãnh hổ quyền. Sao lại như thế? Lâm Nhất không định dùng kiếm sao? Ta thật sự rất muốn xem Lưu Phong kiếm pháp. Các đệ tử bên dưới thấy Lâm Nhất kết thúc trận đấu bằng một đấm thì cảm thấy vô cùng thất vọng. Sau một hồi nghỉ ngơi thì lại đến lượt Lâm Nhất ra sân, tiếp đối thủ thứ ba. Đối thủ không có tên tuổi, tu vi cũng không có gì nổi bật, chưa đến võ đạo cấp 6. Nếu là trước khi luyện hóa yêu đan, kiểu đối thủ này mà đánh hết mình thì Lâm Nhất cũng gặp chút rắc rối. Nhưng bây giờ hắn đã luyện hóa thành công yêu đan và thăng cấp lên võ đạo cấp 6 rồi. Với ưu thế về tu vi thì việc đối phó với đối thủ là quá sức dễ dàng. Gần như có thể hạ gục đối phương ngay khi mới bắt đầu. Lâm Nhất thắng. Lâm Nhất thắng. Lâm Nhất thắng. 3 trận, 4 trận, 5 trận, rồi 6 trận, hắn liên tiếp giành chiến thắng, Lâm Nhất nhanh chóng đạt được thành tích thắng liên tiếp 10 trận khiến người khác phải bất ngờ. Nói cho cùng thì số đệ tử ngoại môn có thể vượt võ đạo cấp 6 rất ít. Ngoại trừ đối thủ đầu tiên là Lương Văn Bác là khiến Lâm Nhất gặp phải chút nguy cơ ngoài dự đoán khi mới bắt đầu thi đấu ra. Mấy trận đấu sau đó, hắn liên tục giành chiến thắng, ít thì chỉ tốn một đấm, nhiều thì cũng chỉ tốn 4-5 đấm thôi. Quan trọng nhất là hắn thắng liên tiếp 10 trận mà chỉ dùng mãnh hổ quyền thôi, chuyện này khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Khi trận đấu thứ 13 của Lâm Nhất bắt đầu, hắn đã gặp phải một đối thủ đáng gờm. Mã Khôi. Tu vi võ đạo tầng 6. Tinh thông tử vân quyền, một kỹ thuật võ học cao cấp, tu luyện thiết bích công, luyện thành mình đồng ra sắt. Trong 7 nhóm, dù cho là Trương Hàn, người được công nhận là người giỏi nhất thì khi gặp phải hắn ta cũng phải thấy đau đầu. Suốt cả chặng thi đấu, Mã Khôi cũng. Chương 57, một bước lên mây. Ta nghe nói, hình như thắng liên tiếp sẽ được cộng điểm gấp đôi, vậy thì chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đấy. Việc Lâm Nhất thắng liên tiếp 13 trận mà vẫn chưa cần dùng đến kiếm đã khiến cho rất nhiều đệ tử đứng xem phải thất vọng. Lâm Nhất có tính toán riêng của mình, kiếm pháp Lưu Phong Đại Thành là át chủ bài lớn nhất của hắn. Nếu như có thể giấu kỹ trong vòng thi đấu nhóm thì khi đến vòng loại, nó sẽ phát huy được hiệu quả bất ngờ. Trong vòng thi đấu nhóm, nếu có thể không dùng, hắn sẽ không dùng đến. Hơn nữa, mãnh hổ quyền đỉnh phong viên mãn kết hợp với thuần dương công tầng 3 đã đủ để đối phó với hầu hết các đối thủ rồi. Lúc mọi người nhìn thấy Lâm Nhất đi tay không lên đài thi đấu, thì ai nấy cũng ngây ra. Địch, vậy thì xem thường Mã Khôi quá rồi còn gì. Một kiếm nô nhỏ bé mới có chút tên tuổi mà lại ngông cuồng đến như thế rồi, Mã Sư Huynh, bọn ta ủng hộ Huynh. Cố lên Mã Sư Huynh, hãy cho hắn ta thấy được sự lợi hại của tử vân quyền của Huynh đi. Mã Khôi ở trên đài thi đấu khẽ chau mày, vẻ mặt hơi khó coi, đến Trương Hàn cũng không dám xem thường hắn ta như thế. Một kiếm nô sau khi có được chút kỳ duyên thì đã trở nên ngông cuồng đến vậy sao? Tên kiếm nô thấp hèn kia, ngươi đang xem thường Mã Khôi ta sao? Ánh mắt Trương Hàn thoáng qua vẻ tức giận, hắn gì giọng nói, hãy rút kiếm của ngươi ra đi, dù cho hôm nay có thua ngươi, thua vì Lưu Phong kiếm pháp thì ta cũng tâm phục khẩu phục. Xin lỗi. Ta không có ý định dùng kiếm trong trận đấu này. Lâm Nhất định giải thích, không phải hắn xem thường đối phương nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cảm thấy chuyện này khó mà giải thích rõ được. Ngông cuồng. Lời của Lâm Nhất đã khiến Mã Khôi nổi giận thật sự, hắn ta thi triển thiết bích công. Thân hình hắn ta vốn dĩ cao to, giờ lại to thêm một vòng nữa, trở nên vô cùng vạm vỡ. Dưới ánh mặt trời, cơ bắp ở nửa thân trên lộ ra còn phát ra ánh sáng màu vàng kim nhạt. Rầm. Dầm, dầm. Mã Khôi xông thẳng qua, mỗi bước chân đều để lại dấu chân sâu hoắm trên mặt đá của đài thi đấu. Mặt đất như muốn rung chuyển, các đệ tử đứng xem xung quanh không có ai là mặt mày không biến sắc. Mã Sư Huynh nổi giận rồi. Không ngờ thực lực của Mã Sư Huynh lại mạnh như thế, xem ra trước đó Huynh ấy đã che giấu khả năng của mình. Hay lắm, ta thấy tên kiếm nô đó phải ra khỏi đài thi đấu thôi,
Hắn ta đã nói hắn ta không dùng kiếm rồi. Những người đứng xem thấy thực lực của Mã Khôi lớn mạnh như thế thì tỏ ra vô cùng phấn khích. Lâm Nhất vẫn bình tĩnh, đấm một đấm cực mạnh về phía đối phương. Ầm. Hai nắm đấm đụng nhau phát ra một tiếng vang cực lớn. Lâm Nhất liền thấy năm ngón tay tê dại, vô cùng đau đớn. Đó chỉ là mới bắt đầu thôi. Mã Khôi để ý thấy vẻ mặt của Lâm Nhất có đôi chút thay đổi thì khẽ mỉm cười, nắm đấm của hắn ta dần trở nên đậm màu hơn. Hai nắm đấm của hắn không ngừng đánh ra, nhanh như gió. Bụp, bụp, bụp. Lâm Nhất nghênh chiến bằng mãnh hổ quyền, đỡ được hết các đòn tấn công. Đến khi nắm đấm của đối phương hoàn toàn biến thành màu tím thì hắn hừm lên một tiếng khó chịu rồi bị đấm văng ra xa. Suýt chút rơi xuống dưới đài thi đấu. Tử Vân Quyền. Tử Vân Quyền của Mã Khôi sư huynh đã lên cấp đại thành rồi. Các đệ tử dưới đài thi đấu nhìn thấy nắm đấm của Mã Khôi biến thành màu tím thì kinh ngạc thốt lên. Quyền pháp thật là dũng mãnh. Lâm Nhất thầm thấy kinh ngạc, hắn lập tức thay đổi đối sách, hắn nhón chân lên và bay qua. Hắn dùng thân pháp đại nhạn quyết để né đòn, không đấu trực diện với đối phương nữa. Rầm, rầm, rầm. Lập tức, Lâm Nhất đang né đòn thì cũng tranh thủ đấm liên tục rất nhiều lên người đối phương, phát lên âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau. Lâm Nhất đánh đến mức cánh tay sắp tê cứng mà trông đối phương thì lại có vẻ không hề hấn gì. Vô dụng thôi, ngươi không thể phá vỡ được phòng ngự bằng cơ thể của ta đâu. Dù có bị ngươi đánh trúng bao nhiêu phát thì ta vẫn không sao cả. Nhưng ta chỉ cần đấm trúng ngươi một phát thì sẽ có thể đánh bại được ngươi, chẳng hạn như là bây giờ. Bụp. Ngay lúc Mã Khôi vừa dứt lời thì hắn ta liền đấm ra một đấm, nhanh như một tia chớp. Cú đấm được ấp ủ quá lâu này đánh ra quá nhanh, góc độ rất hiểm hóc khiến Lâm Nhất không có cách nào né được. Hắn chỉ kịp bắt chéo hai cánh tay lại để đỡ nên đã bị đối phương đánh bay ra xa. Ọc ào. Lâm Nhất cảm giác cổ họng có vị ngọt, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi. Hắn đã bị nội lực từ Tử Vân Quyền của đối phương làm bị thương. Kiếm nô, đây chính là hậu quả của việc ngươi không rút kiếm ra, chịu thua đi. Mã Khôi đánh bị thương Lâm Nhất bằng một nắm đấm rồi hét lớn lên một tiếng, nhân lúc Lâm Nhất vẫn chưa rơi xuống đất thì lại một lần nữa xông qua. Hắn cao to, dũng mãnh, thân thể cứng y như sắt, chẳng khác gì một con trâu hung hãn đang xông qua. Sắp thắng rồi. Các đệ tử đứng xem ở dưới đài thi đấu nhìn thấy Lâm Nhất rơi vào thế cục thì hét lên. Lâm Nhất nhướng mày, không ngờ Mã Khôi này lại âm hiểm như thế. Hắn ta biết thân pháp của mình không bằng Lâm Nhất nên đã chờ lúc hắn rơi xuống đất thì đấm ra cú đấm đỉnh cao là Tử Vân Quyền. Nhưng với chút tài cán đó mà muốn hắn phải rút kiếm thì vẫn chưa đủ. Bụp, bụp, bụp. Tiếng Lâm Nhất khởi động xương khớp vang lên, tiếng nào tiếng ấy đều như tiếng sấm. Đến lúc hắn đáp đất thì dốc sức thi triển toàn bộ uy lực của mãnh hổ quyền đỉnh phong viên mãn. Lúc này, mãnh hổ quyền đỉnh phong viên mãn đã bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của nó. Một khí thế đáng sợ vượt qua cả võ đạo tầng 6 toát ra từ trên cơ thể hắn, lúc hắn nắm chặt năm ngón tay lại và xuất quyền. Thì dường như phía sau lưng hắn có một con hổ đang không ngừng giận dữ gào thét. Khi hắn đấm nắm đấm ra thì dường như con hổ cũng từ rừng sâu nhảy lên đài thi đấu, mang theo gió bão cực mạnh. Mãnh hổ quy sơn, bách thú triều bái. Rắc. Hai nắm đấm gặp nhau. Dường như có tiếng của thứ gì đó bị vỡ ra vang lên. Mã Khôi đang điên cuồng nhào tới liền tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, chỉ trong phút chốc, hắn ta đã bị đấm bay ra xa. Sau khi hắn ta rơi xuống đất, cơ thể trở về trạng thái bình thường thì không ngừng trượt dài, cho đến khi trượt xuống dưới đài thi đấu. Gào! Trên đài thi đấu trống trải, dư âm của tiếng hổ gầm không ngừng vọng lại, gió bão quét ra bốn phía. Thổi bay áo quần của Lâm Nhất. Sự bá đạo không dè dặt khi gặp phải Hoàng Kim Man Nghiêu ngày hôm đó lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Đấy là mãnh hổ quyền đỉnh phong viên mãn. Trời ạ, không ngờ lại có người luyện được mãnh hổ quyền đến cấp đỉnh phong viên mãn. Phải có nghị lực biết bao nhiêu, phải có ngộ tính mạnh cỡ nào mới có thể làm được chứ. Đánh bại Mã Khôi, thắng liên tiếp 13 trận, không thể ngăn được, tên kiếm nô này thật sự sắp một bước lên mây rồi. Mặt các đệ tử đứng xem ở dưới đều mang vẻ mặt tối sầm. Bọn họ hơi khó chấp nhận sự thay đổi cục diện đột ngột như thế này. Chỉ một chút nữa thôi thì Lâm Nhất đã thất bại rồi. Nhưng buồn cười là người thắng cuộc sau cùng lại là Lâm Nhất. Giống như có người đã nói, Lâm Nhất thắng liên tiếp 13 trận thì khó có thể ngăn được việc hắn một bước lên mây. Chương 58, Kiếm Nô Vô Liêm Sỉ. Trên lôi đài, dư âm hổ gầm còn chưa tiêu tán hết. Mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay trong gió. Trên gương mặt thanh tú xuất hiện cỗ thần vận bá khí không diễn tả được bằng lời.
trọng tài nhất thời nhìn đến ngẩn người, quên mất tuyên bố thắng lợi. Vỏn vẹn chỉ với mãnh hổ quyền đã bánh bại Mã Khôi đã tu luyện Tử Vân quyền đến đại thành, lại còn nắm vững Thiết Bích công. Đối với ông ta mà nói, có chút vượt quá hiểu biết, không thể tin được. Điều khiến ông ta kinh ngạc hơn là thật sự lại có người tu luyện được mãnh hổ quyền đến đỉnh phong viên mãn. Phóng mắt nhìn khắp cả Thanh Vân Môn, trọng tài có thể chắc chắn tuyệt đối không có ai tu luyện được công pháp căn bản đến đỉnh phong viên mãn. Thậm chí có thể nói là khắp cả nước Thiên Thủy cũng không có. Một là tiêu tốn quá nhiều thời gian, mọi người đều cảm thấy không cần thiết phải bỏ quá nhiều công sức cho một môn công pháp cơ bản. Hai là cần ngộ tính cực cao, bất cứ công pháp nhập môn nào, bất luận phẩm cấp cao hay thấp, thì tu luyện đến đại thành đã được coi là rất ghê gớm rồi. Với bộ môn võ kỹ công pháp này, cho dù ngươi đã hoàn toàn nắm vững rồi thì vẫn có thể lựa chọn tu luyện những võ kỹ có phẩm cấp cao hơn khác. Bởi vì tu luyện đến đỉnh phong viên mãn quá khó, không những cần hoàn toàn thấu hiểu được ý cảnh của người sáng tạo ra, mà còn cần một chút bước ngoặt mang tính thời cơ nữa. Ngộ tính và thời cơ, đều không thể thiếu. Do vậy, cho dù mọi người biết công pháp căn bản tu luyện đến đỉnh phong viên mãn cũng có uy lực không tầm thường, vượt qua cả phẩm cấp. Nhưng những người chân chính làm được đã ít lại càng ít. Có đủ nghị lực để làm được thì một người cũng không có. Dư âm tiếng hổ gầm dần tiêu tan, Lâm Nhất nhìn về phía trọng tài đang sững sờ, nói, có thể tuyên bố ta giành thắng lợi chưa? Ồ, có thể có thể. Trọng tài hoàn hồn, vội vàng đáp lời, sau đó cao giọng nói, trận này ta tuyên bố, Lâm Nhất. Khoan đã. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn ẩn chứa sự tức giận và bất mãn từ dưới lôi đài vang lên. Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói. Hóa ra là Mã Khôi vừa bại trận. Mặc dù sắc mặt của hắn ta có chút tái nhợt, nhưng tổng thể thì tinh thần vẫn ổn, chỉ là vẻ giận dữ trên mặt khó biến mất đi được. Suy cho cùng đúng là có tu luyện Thiết Bích công, rèn rũa một thân mình đồng ra sắt, trúng một kích mãnh hổ quyền đỉnh phong viên mãn mà vẫn còn sức lực lên tiếng. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, không biết tên Mã Khôi này đang giở trò gì. Mã Khôi, ngươi làm gì vậy, ngươi muốn làm loạn hội trường sao? Sắc mặt trọng tài trầm xuống. Nhìn về phía Mã Khôi, lạnh lùng nói. Mã Khôi biết hậu quả của việc gây rối hội trường nên lập tức nhìn về phía Lâm Nhất nói, không dám, ta chỉ muốn nói trận so tài này có người dùng gian kế, Mã Khôi ta bại không phục. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, rõ ràng là đang nói Lâm Nhất. Gian kế, ý gì vậy? Trong chiến đấu sử dụng tiểu xảo không phải là chuyện rất bình thường sao, Mã Khôi làm trò quỷ gì vậy? Xem ra có chút quái lạ. Điều mà Mã Khôi đang nhắc tới có vẻ không phải là gian kế bình thường. Vốn chỉ đợi trọng tài tuyên bố thắng thua là có thể kết thúc, bây giờ lại vô cớ xảy ra chút phong ba. Nhìn tay của ta đi, các người thấy đây là do mãnh hổ quyền gây nên sao? Mã Khôi lập tức giơ cao tay phải của mình lên, chỉ thấy tay phải của hắn ta chẳng chịt vết thương, giống như bị dao rạch rất nhiều vết đáng sợ lên trên vậy, sâu tới mức có thể nhìn thấy cả xương. Đây, chuyện gì vậy? Đây tuyệt đối không phải là do mãnh hổ quyền tạo nên, nội kình của nắm đấm nhiều nhất chỉ gây ra đứt gãy xương tay, hoặc là chấn thương nội tạng. Sao có thể tạo thành vết thương giống như bị dao cắt như vậy được? Lẽ nào tên kiếm nô này thật sự đã dùng gian kế, làm trái với quy tắc của trận đấu sao? Ta thấy chưa chẳng là không có khả năng, nói không chừng tin đồn lưu phong kiếm pháp của hắn đạt tới tiểu thành cũng là giả. Đám đệ tử đứng xem ở dưới lôi đài kinh ngạc không thôi. Cộng thêm vốn đã bất mãn với thành tích toàn thắng của Lâm Nhất, dựa vào cái gì mà một tên kiếm nô như ngươi có thể đạt được kết quả chói mắt như vậy. Mới chỉ khoảng 2 tháng trước, trong số họ có không ít người đã từng sai bảo Lâm Nhất bảo dưỡng bội kiếm cho họ. Dần dần có một vài lời nói không hay xuất hiện. Trên lôi đài, trọng tài nhíu mày, đi tới xem xét thương thế của Mã Khôi. Vừa nhìn thì bị hít ngược một ngụm khí lạnh, chỗ vết thương đó đều sâu đến tận xương, đáng sợ vô cùng. Nhưng vẫn trấn tĩnh nói, Mã Khôi, cho dù Lâm Nhất sử dụng thủ đoạn khác, dựa theo quy tắc của tông môn, ngươi cũng nên biết, việc này cũng không thể thay đổi được kết quả. Tông môn so tài, tất cả các thủ đoạn đều có thể sử dụng, hoàn toàn là dựa vào năng lực cá nhân. Trừ khi là một vài tình huống cực đoan nào đó, ví dụ như hạ độc đối thủ trước trận đấu gì đó, bằng không thì đều được coi là mánh khóe bình thường. Chương 59, lục soát người. Mã Khôi nhìn về phía Lâm Nhất. Gần dòng giận dữ gào lên, ta không cầu những thứ khác, ta chỉ cần hắn thừa nhận, trong lúc so tài hắn đã dựa vào ám khí mới có thể phá được Thiết Bích công của ta. Thân là kiếm nô không đáng xấu hổ, điều đáng xấu hổ là dùng thủ đoạn đê tiện này mà còn muốn ngụy biện giả dối quanh minh chính đại thắng ta. Tên kiếm nô vô liêm sỉ,
dùng gian kế để chiến thắng, mau xuống đi. Đừng làm mất thể diện của Thanh Vân Môn chúng ta, cút xuống đi. Cút xuống đi. Cút xuống đi. Cút xuống đi. Những đệ tử đã bị Lâm Nhất đánh bại trước đó đều bất mãn trong lòng, thấy có thể lợi dụng cảm xúc đám đông, bèn âm thầm dẫn dắt khởi xướng. Những đệ tử ngoại môn vốn luôn bình phẩm thân phận của Lâm Nhất sau lưng thấy tình hình như vậy cũng lũ lượt hô to lên. Nhất thời, âm thanh chói tai cút xuống đi liên tục không ngừng vang lên, khơi mào nhốn nháo. Lâm Nhất liếc nhìn vết thương trên tay của Mã Khôi một cái, nhanh chóng hiểu ra là chuyện gì. Từ lâu hắn đã biết mãnh hổ quyền của mình ẩn chứa kiếm kình, có thể thực hiện được quyền kiếm hợp nhất. Sau khi mãnh hổ quyền đạt đến đỉnh phong viên mãn, sức mạnh của quyền kiếm hợp nhất đương nhiên cũng mạnh hơn. Chỉ là tình huống này hắn không thể giải thích. Mã Khôi trong tình huống không có bất cứ bằng chứng nào đã nói hắn sử dụng ám khí hại người, người lại còn nói hắn vô liêm sỉ. Những lời nói kiếm nô ti tiện, dùng gian kế để chiến thắng của hàng trăm đệ tử bên dưới càng khiến hắn nguội lạnh hơn. Lâm Nhất, chỉ cần ngươi thừa nhận mình sử dụng ám khí trước mặt mọi người thì hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Mã Khôi thấy chiều hướng nghiêng về phía mình, lập tức tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, lại lần nữa bức ép. Chuyện không làm thì cho dù có hàng triệu người nói ta cũng sẽ không thừa nhận. Nếu ngươi không tin có thể đến lục soát người ta. Lâm Nhất bình tĩnh, dang rộng hai tay để tỏ thành ý. Hiện trường lập tức chấn động, tiếng huyên náo bên dưới càng lúc càng lớn. Ngay đến đệ tử nội môn và trưởng lão tông môn quan sát trên đài cao cũng đều chú ý đến. Theo lý mà nói, cho dù mãnh hổ quyền luyện đến đỉnh phong viên mãn thì cũng không địch lại được Tử Vân quyền đại thành mới đúng. Đúng vậy. Huống chi Mã Khôi còn có thiết bích công hộ thân. Đệ tử nội môn Vương Ninh cười khẩy nói, ta thấy tên kiếm nô này trước đó bị người ta ức hiếp thảm quá, tâm tính sớm đã méo mó, không biết thối nát thế nào. Loại người này một khi thoát ra, vì chiến thắng thì chuyện gì cũng có thể làm được đó. Sau khi dứt lời, Vương Ninh còn đắc ý liếc nhìn Tô Hàm Nguyện một cái, đáng tiếc trên dung nhan tuyệt thế, đối phương vẫn giữ một màn xương lạnh không chút dao động, khiến hắn ta thoáng chút thất vọng. Đúng đúng đúng. Vương Sư Huynh nói có lý. Những đệ tử nội môn khác cũng lên tiếng phụ họa theo. Thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm nhìn những đệ tử nội môn có thành kiến với Lâm Nhất vốn là kiếm nô càng thêm sâu đậm hơn. Khẽ như mày, trầm ngâm nói, trước Lâm Nhất vẫn chưa có ai luyện được mãnh hổ quyền đến đại thành, nói nhất định không bằng được Tử Vân quyền thì có chút thiếu lý lẽ rồi. Hơn nữa, Lâm Nhất này không phải đã đồng ý cho lục soát người rồi sao, kết quả thế nào cứ lục soát là biết. Thấy Bạch Vũ Phàm lên tiếng. Những đệ tử nội môn khác liền im bặt không nhiều lời nữa. Vương Ninh buồn bực trong lòng, có chút khó chịu nhìn Bạch Vũ Phàm một cái. Trên lôi đài, thấy Lâm Nhất thoải mái ung dung cho soát người, Mã Khôi không khỏi sững sờ. Mã Sư Huynh, lục soát hắn đi, để cho tên kiếm nô này cút về phòng tẩy kiếm. Loại vô liêm sỉ như vậy nên ngoan ngoãn ở lại phòng tẩy kiếm, làm công việc kiếm nô của hắn mới đúng. Thanh Vân, chương 60 còn dám mạnh miệng. Mã Khôi không nói câu nào, cứ thế mặt lạnh đi tới, bắt đầu tỉ mỉ lục soát khắp người Lâm Nhất một lượt. Nhóm người tập trung lại bên dưới khán đài đều nín thở, đổ dồn ánh mắt về một phía. Cánh tay, không có gì. Trước ngực, chẳng có gì. Sau lưng, không có gì. Phần chân, cũng không có gì nốt. Không có bất cứ một thứ gì cả. Sắc mặt Mã Khôi trở nên âm thầm, hắn ta lạnh lùng cất tiếng cởi ra. Lâm Nhất lập tức cởi áo bào của tông môn ra theo đúng những lời Mã Khôi nói. Nhưng vẫn không có bất cứ thứ gì cả. Mã Khôi lật từng món phụ kiện trên quần áo ra một để kiểm tra, ngay cả dây kém cũng chẳng có, chứ đừng nói gì đến ám khí nọ kia. Ánh sáng mặt trời chiếu đến trên thân thể rắn chắc của Lâm Nhất, xương chân và cơ bắp đã từng trải qua việc rèn luyện khí huyết của hắn vô cùng rắn chắc, chỉ là trên làn da có tương đối nhiều vết sẹo do đủ loại vết thương cả cũ lẫn mới để lại. Đáng ghét. Tên kiếm nô nhà người, đội khăn trùm đầu làm cái quái gì? Vì không tìm được gì cả nên trong lòng Mã Khôi bừng bừng lửa giận, giơ một tay giật chiếc khăn trùm đầu của Lâm Nhất xuống. Tất nhiên, chỉ một miếng vải thì giấu thứ gì được. Sau khi chiếc khăn trùm đầu bị giật xuống, ấn ký kiếm nô màu tím ngay chính giữa đầu lông mày lại càng trở nên vô cùng bắt mắt, nó xuất hiện khiến một số người có mặt ở đó khẽ nhíu mày, lộ rõ vẻ khinh thường, dẫn tới cả những tiếng kinh hô không hề nhỏ. So sánh với Mã Khôi đang bừng bừng tức giận, Lâm Nhất vẫn chỉ nhắm hai mắt, nội tâm không hề dao động chút nào. Chẳng qua hắn đang nhớ lại một vài chuyện đã qua và cả những ký ức đầy chua xót. Tẩy kiếm các bị mất một thanh bảo kiếm của đệ tử nội môn, nói mau, có phải ngươi lấy trộm hay không? Chu Bình đạp nguyên chủ ngã lăn ra đất, hung hăng tra hỏi.
Nguyên chủ Trương ra vẻ mặt hoảng sợ tột độ, trong lòng tên này sốt ruột vô cùng, ngay cả giọng nói cũng run run, không, ta không làm. Chu sư huynh, huynh nghe ta nói, kiếm, chắc chắn không phải ta trộm, ta sẽ không lấy trộm đồ vật của người khác. Còn dám mạnh miệng. Vỏ kiếm trong tay Chu Bình đập mạnh vào lưng đối phương, gã ta trầm giọng nói, ta bảo ngươi lấy trộm thì chính là ngươi trộm, không tìm thấy kiếm thì sẽ lấy đan dược Tô Hàm Nguyệt đưa cho ngươi để gán nợ, nếu không ta sẽ trục xuất ngươi khỏi Thanh Vân Môn. Chính là hắn ta trộm, chắc chắn là hắn ta lấy trộm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.